Chuyện chiến lang ở rể. chương 801, sao cô không nghĩ cách khác để cứu cha mẹ mình ra? Đâu còn cách nào nữa, thời điểm Lê Văn Vân xuất hiện trên sân so tài, trận đấu đã mất đi sự hồi hộp. Dù bọn họ có liều mạng chiến đấu ở nhóm D, cuối cùng thành công vào được trận chung kết ngày mai thì người chiến thắng cuối cùng vẫn chỉ có thể là Lê Văn Vân. Lê Văn Vân không để ý đến họ, anh khoan thai chậm rãi bước về phía hậu trường. Phía sau, thanh mục tinh tử chạy chậm đuổi theo. Cô ta hỏi Lê Văn Vân, tôi nên gọi anh là chú hay là Lê Văn Thanh đây? Đối diện với Lê Văn Vân, cô ta chẳng có gì gọi là e rè, vẫn tự nhiên híp mắt cười hỏi han. À, cả hai đều sai hết, tên tôi là Lê Văn Vân, Lê Văn Thanh chỉ là tên giả tôi dùng khi ở đây 5 năm trước mà thôi. Lê Văn Vân lắc đầu nói. Thanh Mộc Tinh Tử bật cười khanh khách, sau đó nói, tôi từng nói giác quan thứ sáu của mình rất chính xác, không ngờ anh lại là siêu cấp, vậy anh tới tham gia trận đấy này là để. Lê Văn Vân cao mày, nói, rốt cuộc cô muốn hỏi cái gì? Audio điện tử võ tấn bền. Thanh Mục Tinh Tử cắn răng hỏi, tôi muốn hỏi, ngày mai anh có thể để tôi thắng được không? Tôi thực sự rất muốn thắng cuộc thi này. Hửm, Lê Văn Vân hỏi, thực lực của cô thoạt nhìn không thấp chút nào, chắc cũng là nhân vật có máu mặt trên địa bảng, nếu tôi đoán không lầm, hẳn cũng thuộc hàng top ở địa bảng nhỉ với tài nghệ của cô ở khu tội ác này chắc cũng không đến độ thiếu tiền vậy chứ tôi thanh mục tinh tử thở dài một hơi nói tôi muốn chiến thắng cuộc thi này để có cơ hội trở thành thuộc hạ dưới trướng lục khiêm tới lúc đó tôi có thể cầu xin hắn một điều ý cô là sao lê văn vân hỏi thanh mục tinh tử cắn chặt răng sau đó cố tình xả phần áo mình xuống một chút để lộ bờ vai và xương quai xanh trắng nõn bóng loáng trông rất quyến rũ cha mẹ của tôi đang nằm trong tay lục khiêm, tôi muốn cứu hai người họ ra. Thanh Mộc Tinh Tử mím môi, chỉ có cách này thì. Lê Văn Vân Cao mày nói, sao cô không nghĩ cách khác để cứu cha mẹ mình ra? Hả, Thanh Mộc Tinh Tử vội vàng hỏi lại, cách gì? Tỷ như trực tiếp đánh chết lục khiêm chẳng hạn, Lê Văn Vân mỉm cười bí hiểm với cô ta. Thanh Mộc Tinh Tử lập tức xứng sờ cả người. Thời điểm Lê Văn Vân khôi phục chân khí của mình ở khu tội ác, sau đó định tới thành phố trước để chấp hành nhiệm vụ cũng như hoàn thành mục đích của mình thì ở yên kinh xa xôi trong nhà long ưng đài lúc này trong phòng khách có hai ông già đang ngồi đối mặt nhau nếu lê văn vân có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra hai người kia đó chính là trác nhất minh và vương hồng vô địch thiên hạ và thủ lĩnh của người gác đêm hoa hệ sao hai người lại tới đây long ưng đài thong thả đi từ trên lầu xuống miệng mỉm cười chào hỏi Nói xong, ông ta bỗng phát hiện sắc mặt hai người có hơi nặng nề bèn cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì hả? Ừ, chắc nhất mình thở một hơi dài, không biết đem dùng cách gì mà bên phía Liên Hiệp hội người gác đêm đã phát ra huyết sắc lệnh với Lê Văn Vân. Cái gì? Long ưng đài sợ hãi kêu lên, bọn họ điên rồi sao? Không thể nào họ lại không nhận ra thiên phú của Lê Văn Vân, cậu ấy chính là người tiếp bước ông, thậm chí có lẽ sẽ mạnh hơn cả ông, tức là rất có thể tương lai cậu ấy sẽ dẫn dắt người gác đêm lên một tầm cao mới. Vương Hồng thở dài thường thượt đáp, tôi cũng bó tay, địa vị của đem trong liên hiệp vốn đã rất cao, hơn nữa ông ta còn là anh hùng đương thời của người gác đêm. Mẹ kiếp, hai người các ông ăn cơm mềm hay gì? Đem và Hồng Nguyệt bắt tay với nhau hại chết nhiều người gác hoa hệ của chúng ta như vậy, bây giờ các ông lại. Long ưng đài chửi ầm lên. Một lúc sau, ông ta cười khổ một tiếng, lắc đầu, rồi im lặng hồi lâu mới cất tiếng hỏi, lý do họ đưa ra là gì? Vương Hồng cười khổ nói, ý tôi là gì ông đã hiểu chưa, lần bỏ phiếu đó đã khiến những người khác kiêng kỵ. Cho nên, chương 802, chị Nhã Lâm đừng có sốt ruột. Nghe Vương Hồng nói như thế, lòng ưng đài im lặng trầm ngâm. Ông ta biết chắc nhất minh là hạng người gì, cũng chưa từng có suy nghĩ này. Nhìn từ góc độ nào đấy mà nói thì mặc dù ông ta là lão đại đương nhiệm của người gác đêm hoa hệ, nhưng người chân chính nắm quyền quyết định lại chính là Vương Hồng, người đang ngồi cạnh ông ta lúc này. Đối với bên kia, chắc nhất mình chỉ là một tín ngưỡng, bởi tính cách bên ngoài của ông ta hệt như một người đàn ông quê mùa thô kệch. Ông ta tuân thủ nghiêm ngặt những phép tắc của người gác đêm, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, không cần đường lui. Ông ta không cần bất cứ quyền lợi gì, đồng thời cũng biết, quyền lợi đó chẳng có chút tác dụng gì hết. Cái nổi khiến người gác đêm phát sinh nội loạn này, ông ta đội không nổi, cũng không dám đổi. Đến cái tuổi này rồi, ông ta chỉ nghĩ dùng hết sức lực của mình, chém ra một đao cuối cùng. Sự quật khởi của Lê Văn Vân quá kinh khủng, khủng bố đến độ làm người ta sợ hãi. Còn phong cách hành xử của anh lại quá bừa bãi, dù là chấp hành nhiệm vụ hay là ngày thường đều y vậy. Vậy nên trong cuộc họp lần này, đem nói rằng chuyện cháu trai của mình từng bị hại khi ở Hoa Hệ có liên quan tới Lê Văn Vân, hơn nữa còn cung cấp cả bằng chứng nhưng dù chuyện này có trăm ngàn chỗ hở, nhưng dưới tình huống e rè Lê Văn Vân, họ vẫn quyết định tống khứ Lê Văn Vân đi. Chắc nhất Minh không nói gì, chỉ im lặng bỏ phiếu chống. Số người bỏ phiếu chống không ít, nhưng có rất nhiều người đứng ngoài quan sát, cũng có rất nhiều người gửi hy vọng lên người đem, mong ông ta có thể chế trụ người gác đêm hoa hệ, chính vì vậy mà Lê Văn Vân đã bị đưa ra đầu sóng ngọn gió. Hai tội danh treo trên đầu, đem cũng thuận lý thành trương đưa ra yêu cầu đó là ban huyết sắc lệnh cho Lê Văn Vân. Huyết sắc lệnh, không chết không ngừng, ngay cả kẻ phản bội như Giản Hưng cũng không bị ban lệnh này. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Long ưng đài hỏi. Vương Hồng thở dài một hơi nói, thằng nhóc kia đang ở khu tội ác, một chốc một lát hẳn là không thoát ra được. Dạo gần đây tín hiệu phát ra ngày càng thường xuyên, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, đợi tới lúc chiến tranh bùng nổ, có lẽ họ sẽ phát hiện họ cần tới sức mạnh của thằng nhóc này, khi đó có thể. Nếu tin tức này bị thằng nhóc kia biết được thì sao? Long ưng đài hỏi, với cái tính không thể chấp nhận được khi bị người khác đổ oan như cậu ta, ông cảm thấy cậu ta sẽ còn quay về người gác đêm nữa sao? Nhất thời, không khí trở nên yên tĩnh. Chắc nhất minh mắng, cậu ta dám không quay lại ư. Nếu không có ông đây, chỉ sợ bây giờ cậu ta vẫn còn ngồi xổm trong ngục đấy. Kỳ thật điều tôi lo lắng không chỉ có thế này. Sau đó, Vương Hồng nói thêm, chúng ta e sợ đêm, e sợ nội loạn trong người gác đêm, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đúng là chúng ta có hơi bảo thủ thật. Mối quan hệ hợp tác giữa đêm và Hồng Nguyệt là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc chiến tranh bùng nổ, nếu ông ta trở mặt phản bội, hậu quả e sẽ rất khó lường. Vẫn là câu nói kia, không có chứng cứ. ông ta thở dài thườn thượt. Long ưng đài nghiến răng nghiến lợi nói, một người đạt được huy chương tinh diệu danh dự cao nhất của người gác đêm mà lại nhận được huyết sắc lệnh, đúng là chuyện nực cười. Đồng thời, ở một nơi khác, trong phòng làm việc của Vương Giai Kỳ, có một cô gái đang chăm chú vẽ tranh, người đó chính là Trần Hy. Mái tóc ngắn ngủn, gương mặt bóng loáng, sáng sủa làm nổi bật đường nét thanh tú của người con gái, dù không trang điểm thì vẫn mỹ lệ như cũ. Bên phía bàn làm việc, Vương Giai Kỳ đang ngồi xem xét văn kiện, Bao giờ thì em tan làm?" Đúng lúc này, giọng nói của Long Nhã Lâm vang lên. "5 giờ rưỡi, Vương Giai Kỳ đáp, "Chị Nhã Lâm đừng có sốt ruột." Long Nhã Lâm lầu bầu, "Cái người Lê Văn Vân này, từ sau khi rời khỏi Yên Kinh, chẳng biết đi tới đâu chấp hành nhiệm vụ mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi được, gửi tin nhắn cũng chẳng trả lời, đúng là một người đàn ông tồi." Chương 803: Anh sẽ ra tay với Thánh chủ khu Bắc Ư. Người đàn ông tồi Vương Giai Kỳ cười hì hì hỏi, sao thế chị Nhã Lâm, giữa chị và Lê Văn Vân xảy ra chuyện gì sao? Mặt mày Long Nhã Lâm đỏ lên, vội vàng chống chế, anh ta làm trần hy của chúng ta phải mong mỏi từng ngày, vậy còn chưa được xem là tồi sao? Có khi anh ta đang hú hí với người phụ nữ mới ở thành phố khác cũng nên. Phi phi phi. Trần Hy vội vàng nói, đừng có lôi em vào chuyện này. Bọn họ không để ý thấy rằng, bên ngoài cửa sổ phòng làm việc, trên con đường quốc lộ, có một bà cụ lượm ve chai vác theo chiếc bao bố đang đứng. Dù cách bọn họ tới mấy trăm mét, nhưng tầm mắt của bà ta lại nhìn thẳng về hướng phòng làm việc, thiệt như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ diễn ra trong căn phòng đó vậy. Bà cụ, bọn họ là bạn thân của Lê Văn Vân. Bên cạnh bà cụ là một cô gái mặc đầm đỏ, dung mạo đẹp đẽ vô ngần. Cô ta khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói: vì đang ở trên đảo ngăn cách với thế giới bên ngoài nên Lê Văn Vân chẳng hay biết gì về những chuyện xảy ra ở Yên Kinh lúc này cả. Bây giờ, anh đang cong mắt nhìn Thanh Mộc Tinh Tử đứng đối diện, trên môi là nụ cười mỉm chi. Thanh Mộc Tinh Tử cắn môi nói, giết, nhưng ông ta là siêu cấp tôi. Có hứng thú hợp tác với tôi không? Lê Văn Vân cười hì hì giơ tay ra trước mặt cô ta, hẳn là cô cũng đã thấy được, giữa tôi và Lục Khiêm có chút mâu thuẫn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi đã định sẽ qua đó chém chết ông ta rồi. đương nhiên, quanh ông ta nhất định có vài tên lâu la. đến lúc đó cô có thể giúp tôi chém chết mấy tên lâu la kia. anh sẽ ra tay với thánh chủ khu bắc ư? thanh mục tinh tử hỏi. lê văn vân gật đầu nói, đúng vậy, thánh chủ khu tây tôi cũng đã giết rồi. hà cứ gì một thánh chủ khu bắc lại không giết được? thanh mục tinh tử ngạc nhiên, sau đó cắn răng, giơ tay ra bắt tay với lê văn vân, được để tôi cho anh số điện thoại. đến lúc đó tôi và anh đi cùng nhau. sau khi nhớ kỹ số điện thoại, anh không tiếp tục chú ý tới nữa thanh mục tinh tử. trận đấu của anh đã kết thúc và anh cũng không có ý định tiếp tục ở lại. về phần năm khối xương rồng kia, có Hotzis làm chứng, ngày mai dù Lục Khiêm không muốn cũng phải giao ra đây. khi đó đám xương rồng đó chính thức trở thành vật trong túi Lê Văn Vân. mà bây giờ Lê Văn Vân có chuyện cần làm. vừa rồi Hotzis đã tỏ rõ quan điểm. Anh không có biện pháp trực tiếp ra tay. Nếu Hotzis gia nhập vào trận doanh của Lục Khiêm, đối với Lê Văn Vân mà nói đó là cục diện vô cùng nguy hiểm. Lục Khiêm ở ngay tại khu Bắc, muốn tìm ông ta thật sự rất đơn giản. Bây giờ anh muốn đi tìm Hotzis để hỏi thăm tin tức về đám người Khương Vĩ. Anh còn muốn tìm Hotzis luận bàn vài chiêu, xem thử mình bây giờ đã có tư cách đi chém chết đem chưa. Đem là hạng 3 thiên bảng, còn Hotzis là hạng 2 thiên bảng nếu có thể thắng được Hot vậy tất nhiên Lê Văn Vân cũng có thể thắng được đêm, khi ấy, đó chính là ngày anh tới tìm đem phục thù. Anh định đi về phía hậu trường, lúc chuẩn bị băng ngang qua phía sau võ đài, anh chợt nghe thấy tiếng khóc. Anh quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nức nở, bất ngờ phát hiện Ilimi đang ngồi trên đất, mặt vùi vào giữa hai đầu gối, lẳng lặng khóc nức ở một góc. Lê Văn Vân nhướng mày, bước tới, vỗ vai Ilimi, nói, sao vậy? Ilimi cảm thấy có người vỗ vai mình thì hốt hoảng ngẩng đầu khi phát hiện người đó là lê văn vân cô ấy thoáng sửng sốt sau đó vội vàng lau mắt mình nói không không có chuyện gì tôi không ngờ ngài ngài lại là cao thủ siêu cấp tôi sau khi biết lê văn vân là siêu cấp cô ấy dường như rất sợ hãi cảm giác như thể giữa hai người bóng nảy sinh khoảng cách lê văn vân mỉm cười nói không cần khách khí như vậy sao cô lại khóc vì thua hả Nghe thấy Lê Văn Vân hỏi vậy, hốc mắt Ilimi bắt đầu đỏ lên, cô ấy cắn môi, như đang cố gắng kìm nén không để bản thân rơi lệ, nhưng nước mắt lại chẳng biết cố gắng mà chảy dài. Cô ấy cắn răng, nhìn Lê Văn Vân, nói: "Anh, anh có thể giúp tôi được không?" Chương 804 đương nhiên nên chiến thì vẫn phải chiến. Lê Văn Vân nhíu mày nhìn Ilimi, sắc mặt khẽ thay đổi nói: "Sao vậy? Cô xảy ra chuyện gì sao?" Ilimi gật đầu, cô ấy cắn môi dưới, đôi mắt ngập nước. Tại khu tội ác, rất hiếm thấy người lương thiện, mà người đơn thuần cũng rất ít gặp. Ilimi này rất cao, nhưng tuổi tác không lớn, đại khái chỉ tầm ngoài 20, nếu tính từ phương diện này thì thật ra thiên phú của cô ấy cũng được coi là đứng đầu. Khu tội ác không thể so sánh với bên ngoài, áp lực ở đây lớn hơn nhiều, rất nhiều người vì sinh tồn mà dưới tình huống bị áp lực mạnh đè nén, không thể không nhanh chóng thăng cấp chính mình. Trong tình huống như vậy, Tốc độ tiến bộ của bọn họ thật sự nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, nói thí dụ như Long Nhã Lâm, Long Nhã Lâm thuộc dạng thiên tài đỉnh cấp yên kinh, thả tới khu tội ác, có khả năng chưa tới 20 tuổi, cô ấy đã có thể đạt tới đỉnh cấp rồi. Nhưng đỉnh cấp mà đến thành phố này, tuyệt đối có thể được củng cố, thấm nhuần. Mà Ilimi hiển nhiên chỉ có chút đơn thuần, hoàn toàn tin tưởng những lời Lê Văn Vân nói trước đó, không hề nghi ngờ, nhìn từ điểm này, Lê Văn Vân cũng coi như có ấn tượng tốt với cô ấy có thể kéo được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Lê Văn Vân nhìn Mi, nhìn thấy cô ấy chỉ khác mà không nói lời nào, Lê Văn Vân lại càng nhíu mày sâu hơn. Rốt cuộc cần tôi giúp gì, cô cứ nói thẳng là được. Lê Văn Vân nói. Mi nuốt nước miếng, sau đó nhìn Lê Văn Vân nói, tôi muốn. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi cứu ba mẹ tôi. Ồ, Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi, cứu ba mẹ cô? Ba mẹ cô cũng đang ở trong tay Lục Khiêm ư? Nhi có vẻ hơi ngạc nhiên giống như không hiểu vì sao lê văn vân hỏi như vậy nhưng cô ấy vẫn gật đầu nói phải ba mẹ tôi bị lục khiêm bắt ông ta ép tôi tới tham gia trận đấu lần này nếu không sẽ giết chết ba mẹ tôi hơn nữa nếu muốn ba mẹ tôi an toàn trở về vậy thì tôi phải bứt phá ra khỏi thi đấu nhóm nhỏ đó mà hiện tại tôi nói xong cô ấy lại bắt đầu nức nở lê văn vân nhíu mày càng sâu hơn ở khu tội ác này tình huống ở mỗi một khu vực lại có chỗ khác nhau giống như thánh chủ của khu Tây, nói trắng ra là Lê Văn Vân, nhưng Lê Văn Vân quanh năm không có ở khu tội ác, cho nên cục diện ở khu Tây tương đối hỗn loạn, do một mình nhà Phất Lai độc đại. Bên Doãn Nhu, tuy Doãn Nhu là thánh chủ khu Đông, nhưng bà ta hơi lười biếng, chẳng qua trên thực tế khu Đông vô cùng ổn định, thuộc hạ của bà ta tạo ra thế chân vạc, sau đó ba thế lực này kiếm chế lẫn nhau, ba thế lực lớn cùng giúp bà ta quản lý, bà ta chỉ cần dẫn dắt toàn cục là được. Nhưng bên khu Bắc thì lại khác, tất cả khu Bắc, thật ra đại đa số đều nằm trong tay Lục Khiêm. Trên thực tế Lê Văn Vân cũng rất tò mò, vì sao người đứng thứ 9 trong địa bảng Lý Tương Vũ lại tới tham gia một trận đấu như vậy, với năng lực của anh ta, tại khu tội ác thì tuyệt đối thuộc nhóm đỉnh cấp, hiện tại xem ra có lẽ cũng bị thuộc hạ của Lục Khiêm nắm được nhược điểm gì rồi. Đương nhiên, Lê Văn Vân hiểu rõ, mục đích khiến những người này tới dự thi, còn là vì chính mình Mục đích ông ta tổ chức trận đấu lần này chính là vì muốn dụ mình xuất hiện, chẳng qua ông ta không ngờ tới, mình đã khôi phục rồi. Lại thêm giản hưng xuất hiện, Lê Văn Vân càng thêm chắc chắn nhận định này. Lục Khiêm, đem của Hồng Nguyệt cùng với giản hưng, ba người đạt thành hợp tác nhất định. Cũng có nghĩa là, nơi này ít nhất có ba vị siêu cấp, Ellen Hubert đứng thứ sáu thiên bảng, giản hưng đứng thứ bảy thiên bảng, cùng với Lục Khiêm đứng thứ 12 thiên bảng. Đúng vậy, Lục Khiêm xếp ở vị trí cuối cùng trong thiên bảng. Thiên bảng, chỉ thống kê sự tồn tại siêu cấp, trước đó chỉ có 12 người, cho dù là Lê Văn Vân, hiện tại cũng không được xuất hiện trên danh sách. Ba tên siêu cấp, trên thực tế hiện tại đến Lê Văn Vân cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc. Đương nhiên nên chiến thì vẫn phải chiến. Trường 805 anh đây là ngang nhiên trả thù à. Bùi Nghinh Tùng phải chết ở chỗ này. Ba năm trước đã nhằm vào ba thế lực lớn của bọn họ, Lâm Thiếu Hoa của ám ảnh, giờ chỉ thiếu mỗi đêm và bùi ninh tùng thôi. Lê Văn Vân cúi đầu, sở đầu Ilimi nói yên tâm đi, vừa lúc tôi và Lục Khiêm có chút mâu thuẫn, hôm nào tôi sẽ tấn công bọn họ, đến lúc đó sẽ chém chết thằng cháu trai này, cô có thể để lại cách liên lạc với tôi, đến lúc đó đi cùng chúng tôi. Lục Khiêm dù sao cũng là thánh chủ khu Bắc, nếu thật sự muốn ra tay với ông ta, chỉ sợ sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ở khu Bắc. Lục Khiêm có không ít thuộc hạ đỉnh cấp, cho nên nếu có thể mượn sức một số người thì cũng có hại cho Lê Văn Vân. Sắc mặt Ilimi thoáng thay đổi, sau đó vui vẻ nói, thật sao? Thật, Lê Văn Vân gật đầu nói. Bao giờ thì đi, Ilimi vội vàng hỏi, tôi lo lắng nếu để lâu, ba mẹ tôi sẽ... Sẽ không lâu lắm đâu, tầm hai ngày thôi, cô để lại phương thức liên hệ cho tôi, đồng thời cô cũng nghĩ cách mượn sức một số người bị lục khiêm khống chế đi, đến lúc đó đi cùng chúng ta luôn. Lê Văn Vân nói. Ylimi gật đầu nói, được. Cô ấy để lại cho Lê Văn Vân một số điện thoại, Lê Văn Vân lại an ủi cô ấy thêm vài câu, sau đó xoay người rời khỏi hậu trường. Bởi vì trận đấu nhóm D vẫn còn đang tiến hành, cho nên cũng không có nhiều người xuất hiện, có điều lúc Lê Văn Vân xuất hiện, đám người phạm nhược tuyết cũng đi ra. Nhìn thấy Lê Văn Vân, mấy người bọn họ vội vàng chào đón. Liễu Ngọc nhìn Lê Văn Vân, trên mặt cô ấy tràn ngập kích động. Trong thời gian qua, cô ấy đã có thêm không ít hiểu biết về thế giới ngầm nhưng mà lê văn vân không cho cô ấy luyện võ chính cô ấy cũng không định luyện võ cô ấy chỉ muốn thành thật trở lại lâm hải sau đó sống cuộc sống của thành phần tri thức của cô ấy chẳng qua lúc nhìn thấy lê văn vân lợi hại như vậy trong lòng cô ấy cũng có chút kích động dù sao đây cũng là anh họ của cô ấy lão đại mẹ nó cuối cùng anh cũng khôi phục rồi cố bạch nói có phải tôi có thể hoành hành tại khu tội ác rồi không ánh mắt lê văn vân nhìn thoáng qua ba người cố bạch lý thu và cả trương vãn hà một lượt sau đó vội ho một tiếng nói tôi phát hiện gần đây ba người có phần lười biếng đấy nhé buổi tối chúng ta cùng nhau luyện tập đi đám người cố bạch ngẩn ra cố bạch chửi ầm lên lão đại mẹ nó trước đó là anh bảo chúng tôi đánh anh đó chúng tôi đâu có muốn anh đây là ngang nhiên trả thù à hai người trương vãn hà và lý thu liên tục phản bác phạm nhược tuyết nhìn lê văn vân ánh mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày xưa, sự lo lắng trong ánh mắt cô cũng biến mất không thấy đâu nữa. Cậu Lê, ngay sau đó, một giọng nói vang lên bên cạnh bọn họ. Lê Văn Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện ở bên cạnh có một người mặc âu phục đi giày ra, đeo bao tay, một tay cầm một cây gậy trống, một tay đặt mũ trước ngực mình, đang vô cùng phong độ hành lễ với Lê Văn Vân, chủ nhân của chúng tôi mời cậu đến trang viên một chuyến. Người này Lê Văn Vân liếc mắt một cái đã nhận ra, ông ta là quản gia trang viên kia của SD Hot Lê Văn Vân liếm môi nói, ông ta không bảo tôi đến, tôi cũng định đến đó tìm ông ta. Xin mời đi bên này, vị quản gia kia cười nói, sau đó giơ tay chỉ về phía một chiếc xe cổ. Lê Văn Vân nhìn về phía đám người Phạm Nhược Tuyết nói, Thu Thu, anh đi cùng tôi đi, bác sĩ Phạm, bọn em đi về trước. Trên mặt đám người Phạm Nhược Tuyết đều lộ vẻ lo lắng, Bọn họ biết rõ Lê Văn Vân muốn đi tìm SD Hotzis làm cái gì. Ngoài hỏi chuyện đám người Khương Vĩ đã đi đâu thì Lê Văn Vân vẫn còn muốn khiêu chiến SD Hotzis. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 806 đúng là ông chủ tứ hợp lâu. Cố Bạch nói, "Bọn tôi đi cùng anh đi, tuy không đánh lại SD Hotzis, nhưng đến lúc đó chặt chém mấy thằng em của ông ta thì vẫn không thành vấn đề." Đám người Phạm Nhược cũng gật đầu. Lê Văn Vân lắc đầu nói thôi, mọi người dẫn Liễu Ngọc trở về, trận chiến của siêu cấp, mọi người không xen vào được đâu. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, "Ừ, thế anh cẩn thận một chút, có về ăn cơm chiều không?" Lê Văn Vân nhếch miệng nói, "Sẽ về ăn." Bên cạnh, quản gia SD Hotsis nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, khóe miệng thoáng co giật, bọn họ cứ như đang nói phải đến đánh nhau với SD Hotsis một trận không bằng. Quản gia biết rất rõ rốt cuộc SD Hotsis khủng bố tới cỡ nào. Lê Văn Vân này vừa mới khôi phục đã hô hào muốn đi chém SD Hotzis, ông ta nghe vào tai mà thấy thật sự rất lạ lùng. Có điều đây là chuyện của đám người Lê Văn Vân bọn họ, ông ta cũng chẳng muốn quản, đương nhiên cũng không dám quản. Sau khi Lê Văn Vân và Lý Thu lên xe, vị quản gia này liền lái chiếc xe cổ, chậm rãi chạy tới trung tâm thành phố. Rất nhanh, bọn họ đã tiến vào bên trong trang viên, xe vẫn dừng tại đại sảnh lần trước. Lê Văn Vân và Lý Thu xuống xe, Quản gia nói, ngài SD Hot đang đợi trong đại sảnh, hai vị cứ đi thẳng vào là được. Lê Văn Vân gật đầu, anh nhìn thoáng qua Lý Thu, Lý Thu thở ra một hơi nói, đợi lát nữa muốn xử ông ta thì cứ nói với tôi một tiếng trước là được, tôi sẽ cho ông ta một phát súng trước. Anh ta nói xong, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Năm năm trước, lúc đó anh ta đã từng bắn SD Hot bị thương. Hiện tại anh ta đã có tiến bộ, anh ta rất chờ mong một phát súng này có thể có tác dụng lớn hơn đối với eddie hotis bọn họ nói xong chậm rãi đi vào trong phòng vừa mới đi vào ánh mắt lê văn vân đã hơi ngẩn ra anh phát hiện trong cả căn phòng chưa eddie hotis ra còn có một người nữa đúng là ông chủ tứ hợp lâu minh sùng sao anh lại ở chỗ này lê văn vân ngạc nhiên nhìn minh sùng minh sùng vẫn là cái vẻ mặt đó không có chút biểu cảm nào anh ta nhìn thoáng qua lê văn vân trên mặt xuất hiện một nụ cười cứng ngắc nói đến thăm thôi không nghĩ tới cậu đã khôi phục rồi lê văn vân nhíu chặt lông mày trực giác nói cho anh biết minh sùng xuất hiện ở đây là chuyện không hề đơn giản như vậy anh nhìn thoáng qua minh sùng sau đó chuyển ánh mắt về phía eddie hossis nhếch miệng nói hiện tại ông có thể nói cho tôi biết chỗ của mấy người bạn của tôi chứ eddie hossis mỉm cười nghênh ngang ngồi ở trên ghế sofa ông ta nhìn lê văn vân nói so với tin này Tôi nghĩ có một tin sẽ khiến cậu càng có hứng thú muốn biết hơn, đó là về người gác đêm liên hợp với bên quân đội để trừng trị cậu. Sắc mặt của Lê Văn Vân và Lý Thu đồng thời thay đổi, Lý Thu nắm chặt cây súng bắn tỉa trong tay nói, có ý gì? Vào ngày hôm qua, tôi có nhận được một tin tức, người gác đêm liên hợp với quân đội quốc tế mở hội nghị, đem liệt kê một loạt về tội trạng của cậu, còn nói cậu sẽ khiến cho người gác đêm nội loạn, nói hoa hệ bao che cho cậu, nói cậu đòi mưu tính thống trị tất cả người gác đêm. Còn nói cậu quật khởi nhanh chóng, khiến cho mỗi nhà đều kiêng kỵ, cuối cùng thì tiến hành bỏ phiếu, quyết định đuổi cậu khỏi người gác đêm, SD Hotsey cười tít mắt nói, nói cách khác, hiện tại cậu đã không còn là người gác đêm nữa rồi. Cái gì? Ông ta vừa dứt lời, Lý Thu đã hoảng sợ kêu lên. Vẻ mặt Lê Văn Vân cũng hơi trầm xuống. "Lão đại, anh đừng nghe thằng cha này nói, thằng cha này đang nói chuyện vớ vẩn cố ý làm rối loạn cảm xúc của anh." Lý Thu vội vàng Lê Văn Vân nói, mấy năm đó anh đã lập bao nhiêu công cho người gác đêm, anh còn có được một huân chương tinh diệu, cứu vớt vô số người, bọn họ không thể nào làm ra quyết định như vậy, thậm chí dưới tình huống không tiến hành điều tra anh thì ải càng không thể đưa ra loại quyết định này. Lê Văn Vân trao mày. Phản ứng đầu tiên của anh cũng là không có khả năng, nhưng anh lập tức nổi lên nghi ngờ. chương 807 huyết sắc lệnh. Huân chương của đem có lẽ không nhiều bằng Lê Văn Vân, nhưng với tư lịch, cấp bậc của ông ta đều có địa vị hết sức quan trọng trong hệ thống người gác đêm. Cộng thêm lý do ông ta đưa ra quả thật khiến cho người gác đêm của các quốc gia khác có cảm giác kiêng kỵ, nếu thế thì tất cả những chuyện này không phải đều không có khả năng. Người gác đêm quá đặc biệt đối với Lê Văn Vân, chuyện xảy ra vào 3 năm trước, bên Hoa Hệ hiển nhiên biết rõ tất cả có liên quan đến đêm, nhưng lại không có chứng cứ, cho nên khiến cho đường đường không thể minh Quan, mà bọn họ muốn báo thù cũng khó. Cái gọi là vì đại cục chính là bên hoa hệ không có cách nào giúp Lê Văn Vân. Nhưng Lê Văn Vân lại có tình cảm sâu đậm với người gác đêm. Tất cả mọi thứ hiện tại anh có đều là người gác đêm cho, không có người gác đêm, anh không thể thành siêu cấp, không thể đạt được huân chương, càng không thể có được để quốc buôn bán khổng lồ ở trong thành phố. Nếu không có người gác đêm, sẽ không có chắc nhất minh, Lê Văn Vân hiện tại có lẽ vẫn còn đang ngồi đếm lịch ở trong tù. Hiện tại Eddie Hotsis nói với anh, anh bị đuổi khỏi người gác đêm, trong lòng anh dù ít dù nhiều cũng sẽ có cảm giác kỳ lạ. Anh từng nghĩ tới, vì báo thù, anh sẽ không liên lụy đến Hoa Hệ, chủ động rời khỏi người gác đêm. Nhưng anh không nghĩ tới anh lại bị đuổi với lý do nực cười thế này. Anh nhìn về phía Minh Sùng, Minh Sùng cũng là người gác đêm. Minh Sùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó gật đầu nói, quả thật là như vậy, đem có địa vị rất cao, hết sức quan trọng ông ta có năng lực làm được tất cả những điều này. Hơn nữa, nói tới đây, anh ta lại thở dài thêm tiếng nữa nói, hơn nữa. Ông ta còn đề nghị liên hợp với quân đội, ban hành huyết sắc lệnh với cậu. Huyết sắc lệnh, nghe đến cái tên này, Lê Văn Vân và Lý Thu đồng thời nhíu mày, trên trán Lý Thu nổi gân xanh, anh ta nói, con mẹ nó, con chó giả đem này. Đúng vậy, anh ta tức giận rồi. Lê Văn Vân cũng vậy, đường đường cũng thế đều đã làm ra cống hiến vĩ đại cho người gác đêm nhưng hiện tại với công lao như thế mà anh vẫn bị trục xuất khỏi người gác đêm lý do đưa ra cũng đủ khôi hài thậm chí bọn họ còn ban hành huyết xác lệnh đối với lê văn vân huyết xác lệnh có ý nghĩa gì chỉ cần lê văn vân xuất hiện ở bên ngoài vậy thì không chết không dừng bọn họ hoàn toàn đặt lê văn vân về phía đối lập với người gác đêm minh cùng thở dài một hơi nói cậu nhóc cậu không cần phải vội tất cả chỉ là nhất thời cậu cũng nên hiểu cho chắc nhất minh cái nồi kia quá lớn không phải ông ta không muốn gánh mà là không dám gánh chiến tranh càng ngày càng gần đến lúc đó nếu bùng nổ toàn diện người gác đêm cần sức mạnh của cậu sẽ có cách khiến cậu trở về cho nên lý thu lạnh nhạt hỏi các anh coi lê văn vân thành cái gì gọi thì đến đuổi thì đi anh ta lạnh nhạt nhìn về phía minh sùng sau đó nói tôi nghe lão đại có từng nhắc đến anh anh là người gác đêm đúng không? Vậy thì hiện tại anh ở đây chứng kiến giúp tôi. Tôi, người gác đêm hoa hệ số 12, Lý Thu, từ hôm nay trở đi rời khỏi người gác đêm hoa hệ. Nếu anh có cách liên lạc với bên ngoài thì truyền tin cho ông già kia. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn là một thành viên của người gác đêm nữa. Lão đại, hiện tại anh đi đâu, tôi theo tới đó. Lý Thu nhìn Lê Văn Vân nói với giọng điệu chắc chắn. Lê Văn Vân thở dài một hơi anh cố gắng bình ổn lại cảm xúc đang dao động của mình, sau đó nhìn về phía SD Hotsis nói, việc này, tạm thời tôi không quản, tôi có bị đuổi hay không, cũng không quá quan trọng, có lẽ sau khi bị đuổi rồi tôi không còn cần phải băn khoăn quá nhiều, vốn dĩ tôi chỉ nghĩ muốn làm thịt một mình đem thôi, sẽ không động đến người gác đêm Europa, nhưng hiện tại, nếu bọn họ đã ban hành huyết sắc lệnh với tôi, vậy thì đến lúc đó tôi đi tìm đem, ai chặn đường tôi, tôi sẽ chém người đó. Minh cùng nghe thấy những lời Lê Văn Vân nói, chân mày nhíu lại với nha. Sau đó Lê Văn Vân tuyết miệng nhìn về phía Eddie Hotsees nói, hiện tại, chúng ta vẫn nên nói về việc của chúng ta đã, việc của tôi tại khu tội ác chính là khiến ông nói ra nơi đám người Khương Vĩ ở. Eddie Hotsees khẽ hít mắt nói, xem ra cậu thật sự rất tự tin, cho rằng mình có thể khiêu chiến tôi sao. Ông ta đi đến bên cạnh bàn, rót một ly rượu đỏ, lắc lắc trong tay. Suốt. Tiếng rút đao vang lên, Lê Văn Vân nhìn Eddie Hotsis nói thử xem. Trường 808 vậy thì anh đủ thực lực để thắng đem. Xuất lời, Lê Văn Vân cầm đao, lao thẳng đến chỗ Eddie Hotsis, đồng thời, Lê Văn Vân cũng giống như tên rời cung, nhằm về phía Eddie Hotsis. Suốt, lại thêm một tiếng rút đao nữa vang lên, đạo vô danh ra khỏi vỏ. Lê Văn Vân và Eddie Hotsis đương nhiên phải đánh một trận, anh thử xem mình và người đứng vị trí thứ hai thiên bảng, rốt cuộc thua kém bao nhiêu. Hay là nói thực lực hai người đã gần tương đương nhau rồi. Eddie Hotsis chính là một vật tham chiếu, nếu anh có thể đánh ngang cơ với Eddie Hotsis, vậy thì anh đủ thực lực để thắng đem. Eddie Hotsis hơi hít mắt, nhìn thấy Lê Văn Vân xông tới, ông ta giơ tay lên, một thanh trường kiếm kỵ sĩ đột nhiên bay tới, tay trái ông ta cầm ly rượu, tay phải cầm chuôi trường kiếm kỵ sĩ sau đó quơ ngang một cái. Ken, đao kiếm đụng nhau, trong chớp mắt, chân khí đột nhiên nổ ra, sofa, bàn trà bên cạnh thoáng chốc bay tứ tung. Nhóc con, trong mắt Eddie Hotse thoáng hiện lên một chút đau đớn, đồng thời cũng có một chút chấn động. Lê Văn Vân mạnh, mạnh vượt quá sức tưởng tượng của ông ta rồi. Trong lần va chạm này, ông ta cảm thấy độ mạnh chân khí của Lê Văn Vân không hề thua kém ông ta là bao. Lê Văn Vân mới bao nhiêu tuổi hả? Chưa tới 30. Ừm. Um ông ta đột nhiên đẩy Lê Văn Vân ra, nhìn số pha và chiếc bàn trà bị chân khí ập đến mà vỡ tung, mặt ông ta tái đi. Trở lại, Lê Văn Vân còn muốn vác đạo sông lên. Dừng tay, ngay lúc này, Minh Sùng bình tĩnh mở miệng nói, hiện tại đám người Khương Vĩ không gặp nguy hiểm. Hửm, Lê Văn Vân ngạc nhiên, nhìn về phía Minh Lùng nói, có ý gì? Bọn họ mất tích, là tôi bảo Eddie Hotsis làm, chắc nhất mình có ý muốn bồi dưỡng mấy người kia để gia nhập tiểu đội của cậu, khu tội ác là lựa chọn tốt nhất. Sau đó tôi bảo Eddie Hotsis bắt nhóm người bọn họ đưa đến một nơi, để cho bọn họ tu luyện, số 2 hiện tại đã đến thời điểm đột phá siêu cấp rồi. Minh Sùng bình tĩnh nói. Nghe đến đó, sắc mặt Lê Văn Vân trầm xuống, anh nhìn Minh Lùng nói, cho nên tôi đoán không sai mà, là anh, còn cả đám người chắc nhất Minh nữa, đẩy tôi đến tòa thành này là muốn vây khốn tôi ở đây đúng không? Minh Sùng hơi gật đầu nói, có thể hiểu là như vậy, cậu ở bên ngoài, đến cuối cùng cũng sẽ đi gây chuyện với đem, đây không phải thời điểm thích hợp, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, cậu và đem đánh nhau, có khả năng sẽ dẫn đến người gác đêm nội loạn. Hơn nữa, lúc ấy chúng tôi biết cậu chưa phải là đối thủ của đem, huống chi cậu muốn trực tiếp đến sân nhà của đem, chúng tôi đẩy cậu đến tòa thành này, thứ nhất là muốn ngăn cản cậu và đem khai chiến, thứ hai là muốn lợi dụng SD Hotsis, giúp cậu tiến bộ trong tu luyện. Chờ cậu chiến thắng được SD Hotsis thì cậu có thể rời khỏi hòn đảo nào, đến lúc đó trở về, tiếp nhận người gác đêm hoa hệ. Cho dù là chắc nhất Minh lúc này vẫn có ý nghĩ đó. Minh Sùng bình tĩnh nói. Lão già này nghĩ gì tôi không biết, tôi chẳng muốn quan tâm, cũng chẳng muốn so đo. Hiện tại tôi tới bên này, mục đích thứ nhất là tìm được đám người khương vĩ, thứ hai là cứu em họ của tôi, thứ ba, giải quyết bùi nghinh tùng. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Nói xong, anh lại nhìn về phía SD Hotsys nói, còn về ông, nếu Minh Sùng đã nói, phải chiến thắng được ông thì mới được rời đi, mà đây cũng là suy nghĩ của lão già chắc nhất minh kia. Vậy thì hôm nay tôi sẽ tạm thời không ra tay, tôi sẽ giải quyết đám người khác trước, sau đó lại tới khiêu chiến ông. Tôi chờ cậu, nhưng cậu muốn thắng được tôi, chỉ sợ còn cần thêm một chút thời gian nữa. Eddie Hotz nhìn mấy thứ xung quanh bị phá hủy mà đau thịt, chừng Lê Văn Vân một cái. Lê Văn Vân vươn ra năm ngón tay với ông ta. Hửm, Eddie Hotz đầy hứng thú nhìn Lê Văn Vân. Năm ngày sau, chuẩn bị cho tôi một du thuyền tốt ở bến tàu, tôi phải rời đi. chương 809, nếu không tôi sẽ hủy trang viên này của ông. Lê Văn Vân nói xong, thu đao vào trong vỏ, sau đó nhìn về phía Minh Lùng nói, hiện tại dẫn tôi đi gặp đám người Khương Vĩ đi. Hiện tại chỉ sợ không được, ngày hôm qua tôi mới đến xem thử, Hoàng Thị Kỳ vừa đúng đến thời điểm mấu chốt đột phá đến siêu cấp, cậu yên tâm, chắc nhất mình dám giao đám người bọn họ cho tôi, tôi nhất định sẽ không để cho bọn họ gặp nguy hiểm minh lùng nói lê văn vân nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta sau đó thở dài một hơi gật đầu nói thế được rồi ngày mai tôi lại đến tìm anh nói xong anh vươn một tay ra với sd hotsis nói cho tôi một chiếc xe sau đó lại cho tôi thêm một tấm thẻ trong thẻ phải có đủ một khoản tiền để tôi tiêu bên này nói xong anh liếm môi nói nếu không tôi sẽ hủy trang viên này của ông Eddie Hotsis cau mày nói, nhóc con, cậu không sợ tội giết cậu hả? Ông có giết được tôi hay không không nói, nhưng nếu ông dám giết tôi thì từ 5 năm trước ông đã ra tay rồi, đừng nói đến mấy chuyện có được hay không nữa, nhanh đưa tiền cho tôi. Lê Văn Vân mất kiên nhẫn nói, cho cậu ta đi, hiện tại cậu ta cũng khôi phục rồi. Minh Sùng mở miệng nói, lúc này Eddie Hotsis mới gật đầu, sau đó ông ta mở một ngăn kéo, lấy một tấm thẻ đen từ trong đó, sau đó mở miệng nói, cậu cầm tấm thẻ này thì có thể tiêu pha ở khắp mọi nơi tại thành phố này, cũng có thể đến ngân hàng rút tiền, không hạn chế mức độ. Mạch máu kinh tế của cả tòa thành này đều bị SD Hotsis khống chế, bao gồm cả tiền phát hành, cũng nằm hết trong tay SD Hotsis. Nói xong, ông ta lại nói thêm, còn về xe thì cậu đi với tôi đến Gaza chọn một chiếc đi. SD Hotsis có rất nhiều xe sang, Lê Văn Vân đã sớm biết, anh đến Gaza chọn một chiếc xe có không gian khá lớn, sau đó trực tiếp tạm biệt sd hotzis lý thu lái xe đi về phía nhà lại tuấn trên xe hai người đều im lặng lý thu lái xe anh ta không nói chuyện lê văn vân ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế cũng không nói gì lý thu nhìn cái dáng vẻ này của lê văn vân không khỏi thở dài một hơi nói lão đại anh đi đâu tôi theo đó chẳng qua không còn ở người gác đêm nữa thôi bọn họ thật sự rất quá đáng lê văn vân thở hắt một hơi nói để tối suy nghĩ đã Đúng vậy, rời khỏi người gác đêm, đối với Lê Văn Vân mà nói, nó vẫn là một đả kích lớn. Cả cuộc đời 27 năm qua của anh, có đến 9 năm gia nhập người gác đêm, trong mấy năm ở người gác đêm, đa số thời gian, anh đều ở căn cứ của người gác đêm, lòng trung thành đối với người gác đêm thật sự rất lớn. Vừa rồi anh chỉ không biểu hiện ra ngoài thôi. Lý Thu nhìn thấy Lê Văn Vân như vậy chỉ đành gật đầu. Rất nhanh, bọn họ đã đến nhà Lại Tuấn, vừa mới xuống xe bọn họ đã thấy ở cửa nhà có một chiếc xe thể thao màu trắng kia đúng là xe của lâm khả hân anh biết có lẽ đảm người lâm khả hân đã phát hiện ra thân phận của mình nên mới tới bên này hỏi anh đi về trước đi một mình tôi ra ngoài đi dạo một lát đợi cho lý thu xuống xe lê văn vân mới nhảy sang vị trí ghế lái sau đó trực tiếp lái xe rời đi lý thu sửng sốt một hồi lại thở dài một hơi trở lại trong nhà Đám người Phạm Nhược Tuyết nhìn thấy Lý Thu trở về, vội vàng chào đón, Phạm Nhược Tuyết cau mày nói: "Lê Văn Vân đâu?" "Tâm trạng anh ấy không tốt, nên lại đi rồi." Lý Thu nói. "Hả? Sao vậy?" Lâm Khả Hân chạy tới. "Anh ấy bị người gác đêm đuổi rồi, người gác đêm liên hợp với quân đội ban bố huyết sắc lệnh với anh ấy." Lý Thu cười khổ nói. "Chương 810, sao anh lại đến nơi này hả?" "Nói đùa à?" Trên mặt Trương Vãn Hà lộ ra vẻ khiếp sợ nói, "Đuổi lão đại khỏi người gác đêm." Huân chương trong tay lão đại có thể đập chết người rồi, dưới tình huống không điều tra quá khứ của lão đại chúng ta mà đã trực tiếp đuổi người yêu. Các anh sẽ không bị lừa chứ?" Lý Thu kể lại chi tiết mọi chuyện cho bọn họ nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt mấy người trầm xuống. Cố Bạch chửi ầm lên, "Con bà nó, đem chết tiệt này, còn có một đám người ngu ngốc kia nữa." Ban đầu lão đại không có biểu hiện gì, anh ấy và SD Hot chém nhau một đao, sau đó trên đường trở về, cả quá trình anh ấy đều không nói gì. Lý Thu thở dài một hơi. Phạm Nhược Tuyết cũng thở dài, sau đó trầm ngâm rồi nói, mọi người nghĩ thế nào? Còn có thể nghĩ thế nào nữa, nếu là thật, tôi sẽ cùng rời đi với lão đại là được. Cố Bạch nói, cái tên Minh Sùng kia là người gác đêm, anh ta cùng một phe với SD Hot đúng không? Phạm Nhược Tuyết ngước mắt nhìn về phía Lý Thu hỏi. Phải, lý thu nói vãn hà thì sao rút khỏi không phạm nhược tuyết hỏi rút trương vãn hà gật đầu chúng ta cùng đi một chuyến đi phạm nhược tuyết thở hắt ra một hơi nói nếu đã vậy tất cả chúng ta cùng đến báo với minh sùng một tiếng bảo anh ta truyền tin tức ra ngoài chúng ta cùng rút khỏi người gác đêm mặt khác chuyện này mọi người cứ biết trong lòng là được đừng nói cho lê văn vân biết hiểu chưa cũng đừng nhắc lại chuyện này lê văn vân bị đuổi khỏi người gác đêm anh ấy bị tổn thương nặng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Mấy người khác đều gật đầu. Bên cạnh, hai người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh không nói gì, nhưng từ trong cuộc nói chuyện của đám người Phạm Nhược Tuyết, hiển nhiên bọn họ đã xác nhận được một chuyện. Lê Văn Vân chính là Lê Văn Thanh, người đàn ông mà bọn họ sùng bái 5 năm. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lê Văn Vân lái xe đi đâu rồi? Lâm Khả Hân hỏi lý thu đang định ra ngoài bỗng quay lại nhìn hai cô gái sau đó chỉ về một hướng lâm khả hân và chu linh linh không trần trừ thêm nữa bọn họ lên xe đuổi dọc theo con đường này lê văn vân lái xe xe chạy băng băng trên đường lớn bởi vì đã ra khỏi thành nên có rất ít xe vì vậy tốc độ xe của lê văn vân nhanh như gió bão anh lái xe lao vun vút như vậy tầm một tiếng chạy đến rìa hòn đảo nhìn bờ cắt các cách đó không xa anh dừng xe ở ven đường sau khi khóa xe thì đi dọc đến bờ cát rồi ngồi xuống. Anh cứ ngồi trên bờ cát ngẩn người như thế, không ai biết trong đầu anh nghĩ gì. Ở phía xa có một vài ngôi nhà thưa thớt, hòn đảo này nằm bên ngoài khu tội ác, cho nên cũng sẽ có một vài người ở. Nơi này có cả thôn xóm và thành trấn, nhưng mà đa số người nếu có thể vào thành thì vẫn vào thành, bởi vì hoàn cảnh sinh sống bên ngoài sẽ kém hơn một chút. Trong thành còn có thể kiếm được một chút tiền bạc, chứ ở bên ngoài gần như là không kiếm được chút tiền nào. Lê Văn Vân không quan tâm, anh ngồi ở đó, sắc trời cũng dần tối. Không biết thời gian đã qua bao lâu, bỗng nhiên có một người để trần thân trên, khiêng một cây đao lớn chậm rãi đi ra từ trong thôn, anh ta thấy Lê Văn Vân ngồi trên bờ cắt thì ngẩn ra, sau đó đi tới nói con bà nó, cậu chạy tới nơi này làm gì. Lê Văn Vân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thì ra là đao ba. Anh có hơi kinh ngạc nói, sao anh lại đến nơi này hả? Audio điện tử võ tấn bền. chương 811, làm hai hấp không. Còn không phải tại tôi không chiêu mộ được người ở trong thành kia sao, sau đó tôi nghĩ, cứ đến thôn xóm ở chỗ này chiêu mộ bừa vài người luyện tập. Đao ba cười ha hả nói, có điều từ sau khi chúng ta thắng trận chiến ngày ấy, hiện tại chúng tôi cũng tuyển được không ít người rồi. Bây giờ minh giáo chúng ta có đại khái khoảng 100 người, tất cả đều là võ giả, còn có 20 người là võ giả cao cấp nếu cứ phát triển theo cái đà này, tôi nghĩ chúng ta có thể khiêu chiến với thế lực của Evan rồi. Nói xong, anh ta vỗ vai Lê Văn Vân nói, cho nên cậu nhóc cậu đó, cứ đi theo tôi ắt sẽ có tiền đồ rộng mở. Lê Văn Vân nghe thế không nhịn được nở nụ cười. Đào ba ngồi xuống bên cạnh Lê Văn Vân, chai rượu trên eo anh ta giờ đã thay đổi, biến thành một cái bầu rượu. Tuy nói đã không còn tịch thu phí bảo kê, nhưng dù sao trên danh nghĩa anh ta cũng là lão đại của một con phố, hiện tại cho dù anh ta đến nhà người ta ăn không uống không thì người ta cũng vô cùng hoan nghênh, tiền trong túi anh ta cũng nhiều hơn chút, cho nên đổi một bầu rượu. Làm hai hấp không? Anh ta nâng bầu rượu ném cho Lê Văn Vân hỏi. Lê Văn Vân quả thật có ý nghĩ muốn uống rượu, anh nhận lấy bầu rượu, đổ sộc vào trong miệng hai ngụm. Chất rượu rất kém, nhưng uống vào lại cực kỳ sảng khoái, một loại cảm giác nóng rát chảy dọc cổ họng. Lê Văn Vân liếm môi, lại ực thêm một hớp. Đào ba ngồi bên cạnh nhìn thấy Lê Văn Vân uống như vậy thì sót không thôi. Anh ta uống rượu đều là uống từng ngụp, liếm môi, nếm thử hương vị của nó. Thằng nhóc cậu có phải gặp chúng chuyện gì phiền lòng rồi không? Đào ba lại vỗ vai Lê Văn Vân nói, có chuyện gì cứ tâm sự với tôi, tôi giúp cậu giải quyết. Lê Văn Vân cười nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là trong lòng có vài chuyện còn chưa nghĩ thông thôi, uống hai ngụm rượu vào đã thoải mái hơn nhiều rồi. Chuyện phụ nữ à? Đào ba thở dài một hơi nói, thằng nhóc cậu vẫn còn trẻ lắm, nếu cậu phong lưu phóng khoáng giống tôi lúc còn trẻ, bị phụ nữ vây quanh thì có lẽ đã sớm nghĩ thông rồi. Lê Văn Vân có hứng thú nhìn anh ta nói, thế hiện tại anh đã hơn 40 mà vẫn độc thân, tâm trạng thế nào? Đào ba bị Lê Văn Vân nói cho im hẳn, anh ta đoạt lấy bầu rượu, rót sồng sộc vào miệng mấy ngụm, uống xong nhìn bầu rượu nhẹ hẳn đi, lại được một trận đau lòng thậm chí anh ta còn từng có ý định sẽ phun lại ngụm rượu lớn trong miệng vào bầu rượu, có điều dù sao Lê Văn Vân cũng còn đang ở bên cạnh, cho nên anh ta đành phải kiên trì nuốt xuống, sau đó nói ai, nói ra, tôi cũng nên cưới vợ sinh con rồi. Sứt lời, đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng động cơ xe. Bởi vì sắc trời đã nhá nhem tối cho nên lúc đám người Lê Văn Vân xoay người lại nhìn thử, chỉ phát hiện từng ánh đèn đang chiếu về phía bọn họ bên này, chiếu sáng cả bờ cát, Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, ướm thử cũng phải có đến tầm 20 chiếc xe. Hửm, Lê Văn Vân nhướng mày. Ngay sau đó, anh thấy được một đám người đi về phía bọn họ, trong tay đám người này hoặc là cầm theo đao, hoặc là cầm theo kiếm, bọn họ bước từng bước đến gần bờ biển, cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên, ông ta để đầu chọc, đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm bên này, chuẩn xác mà nói, là đang nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Đào lực, trong nháy mắt nhìn thấy người này, sắc mặt đào ba bỗng nhiên thay đổi, anh ta vội vàng đứng lên, có chút run rẩy nắm chặt đao trong tay. Đào lực đen mặt đi tới trước mặt hai người, phía sau ông ta là một đám người đi theo. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, đại khái có khoảng hai ba mươi người đỉnh cấp. Cậu chính là Lê Văn Vân đúng không? Con tôi chết vì cậu. Đào lực đen mặt nhìn về phía Lê Văn Vân hỏi. Ý ông nói là Đào Vân hả? Lê Văn Vân cau mày nói, tại nhà hàng mèo, anh ta muốn giết tôi sau đó bị người của Doãn Nhu giết, không liên quan gì đến tôi. Nó chính là vì giết cậu, cho nên mới chết, mà cậu cũng nên chết rồi. Đào lực thản nhiên nói. chương 812, trói cậu ta lại. Tôi cản giúp cậu, cậu chạy mau đi. Đạo ba đứng ở phía trước Lê Văn Vân, lớn tiếng nói. Anh không đánh lại ông ta đâu, Lê Văn Vân cau mày nói. Hết cách rồi, ai bảo tôi là lão đại chứ? Đào ba cắn răng nói, con mẹ nó, tên tiểu đệ như cậu thật không khiến người ta bớt lo mà. Bàn tay cầm đao của anh ta còn đang phát run, đối phương là đào lực, người đứng đầu thế lực lớn nhất khu đông này, cho nên đao ba còn khá sợ ông ta, anh ta có cảm giác. Hôm nay, chị em mình phải để mạng tại nơi này rồi. Lê Văn Vân bật cười nhìn người này, sau đó hơi giơ tay lên, vỗ một cái lên gáy đao ba. Con mẹ nó là thằng nào đánh lén tao? Đạo ba nổi giận gào lên một tiếng, sau đó trước mắt đen xì, trực tiếp hôn mê. Chuyện này không liên quan gì đến anh ta, Lê Văn Vân nhìn vào Lực, thản nhiên nói, thả anh ta đi. Đào Lực kinh ngạc nhìn thoáng qua Lê Văn Vân nói, mục tiêu của tôi vốn chỉ có cậu, loại cặn bã này thì tôi không có hứng thú. Nói xong, ông ta thản nhiên nói, trói cậu ta lại. Lê Văn Vân cúi đầu, đặt chìa khóa xe vào trong tay Đào Ba, lúc này có mấy người đi tới, dùng dây thừng trói Lê Văn Vân lại, Đào Lực đen mặt nói, đưa cậu ta về con tôi đã chết, tôi không thể để cậu ta chết trong bình thản thế được. Trong lòng Lê Văn Vân có chút buồn bực, anh nghĩ bụng định chơi với đám đạo lực một lát, cho nên cũng không phản kháng, để mặc mấy người để xuống trói lại, mang lên xe. Một đoàn xe cứ thế lái vào trong thành phố. Đại khái đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ, đào ba chậm rãi tỉnh lại, anh ta nhìn bờ cát trống không, ngây người như phóng, sau đó lại nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay, ánh mắt mông lung mờ mịt, nói, lê văn vân ơi là lê văn vân cậu lại vì bảo vệ tối mà hy sinh chính mình bất kể thế nào tôi cũng phải cứu cậu ra anh ta cắn răng chạy tới ven đường nhanh chóng lái xe vào trong thành phố hơn một tiếng sau xe dừng lại trước cửa nhà tại tòa đần trong nháy mắt xe dừng lại ở con phố đối diện ông thầy tướng số lừa đảo ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua chiếc xe đồng thời đám người phạm nhược tuyết trong nhà cũng nhanh chóng chạy nhưng mà bọn họ vừa mới chạy ra lại được một phen kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện người xuống xe là Đạo Ba, chứ không phải Lê Văn Vân. Cố Bạch nhíu mày hỏi, anh Đạo Ba, sao anh lại lái xe, Lê Văn Vân đâu? Sắc mặt Đạo Ba trầm xuống nói, Lê Văn Vân xảy ra chuyện rồi, cậu ấy bị đào lực bắt cóc. Bắt cóc, mấy người đều kinh ngạc thốt lên. Phải, các cậu nhanh chuẩn bị thêm người đi, tôi đi thông báo cho những người khác, hai tiếng sau chúng ta tập hợp tại đây, sau đó đi tìm đạo lực đòi người. Sau khi nói xong, anh ta chạy tới cuối phố, để lại mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lê Văn Vân đây là muốn làm gì chứ? Lâm Khả Hân không biết phải nói gì, hiện tại anh ấy đã khôi phục, làm sao đạo lực có thể bắt cóc được anh ấy. Lúc này Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh cũng đang đợi trong phòng, bọn họ có ra ngoài tìm Lê Văn Vân một hồi, kết quả lái xe tìm một lúc lâu cũng không tìm được, hai người bèn chọn về đây đợi Lê Văn Vân trở về. Cố Bạch cười nói, không cần phải quan tâm đến lão đại, tâm trạng anh ấy đang không tốt, có lẽ muốn chơi với đám người đào lực một trận thôi. Đào lực chính là đỉnh cấp, nhân vật có tên trên địa bảng đó, thuộc hạ của ông ta có rất nhiều cao thủ đỉnh cấp, các anh thật sự không lo lắng chút nào sao. Lâm Khả Hân nói, tuy Lê Văn Vân là siêu cấp, nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, anh ấy vẫn... Lý Thu ngạc nhiên nói, lo lắng gì, không phải chúng tôi đang đợi anh đạo ba kéo người đến, sau đó cùng đi cứu người sao tuy ngoài miệng anh ta nói thế nhưng trong giọng điệu lại chẳng có chút lo lắng nào lại chờ thêm tầm hai tiếng nữa trên con phố bỗng xuất hiện một đống người bao gồm cả đám người trần tiêu cũng xuất hiện tại đây lê văn vân trở lại nhưng chỉ có những người chứng kiến trận đấu mới biết còn đám người trần tiêu cùng đoàn người trên đường phố này thì lại không biết lúc này nghe tin lê văn vân bị trói trên mặt trần tiêu tràn ngập lo lắng Nhìn thấy gần 100 người cùng tập kết ở đây, Cổ Bạch đi tới trước mặt Đao Ba, vỗ vai anh ta nói: "Ôi chao, anh Đao Ba, anh được đó, hiện tại anh đã chiêu mộ được nhiều người thế cơ mà." Đao Ba mắng: "Mấy cậu đừng nói nhảm nữa, nhanh dẫn người đi cứu Lê Văn Vân." Cố Bạch cười, sau đó vác đao nói: "Được, chúng ta đi cứu người." Chương 813, chẳng lẽ là chuẩn bị cho ông? Phạm Nhược Tuyết ở lại, cô còn phải chăm sóc một nhà tại Tuấn còn những người khác đều đi theo đạo ba ra ngoài. Lúc này đại khái đã tầm hơn 10 giờ tối, hơn 100 người như vậy đi trên đường phố, hướng tới trung tâm khu đông, đám người rất đông, cho nên đương nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Tình huống gì vậy? Người dẫn đầu kia là ai? Đạo ba, chính là vị lão đại hiện tại không thu phí bảo kê của dân nghèo đó, bọn họ đây là muốn làm gì thế? Nhìn thấy đám người tiến về phía trước, dân ra, rất nhiều người đều tò mò, có vài người to gan thậm chí còn lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ muốn nhìn xem đám người Đao Ba rốt cuộc muốn làm gì cũng chính vì vậy mà dẫn tới đằng sau nhóm người lại có thêm một đám người đầu người minh mông đen xì lại còn thêm cả một đám người đứng vây xem bọn họ nữa Đao Ba đi ở phía trước lòng bàn tay mướt mồ hôi lần này chính là Đạo Lực người đứng đầu một trong những thế lực lớn nhất khu tội ác đó một đám người dần dần càng lúc càng nhiều bắt đầu đến gần trung tâm khu đông trung tâm khu đông có một cái viện vĩ đại, trong viện có một tòa nhà, chỗ này là tổng bộ thế lực của đào lực. Lúc này tại tầng 2 tòa nhà, Lê Văn Vân bị trói ở trên chiếc ghế, cả căn phòng rất lớn nhưng cũng cực kỳ trống trải, bên trong có tầm 5-6 chục người, toàn bộ bọn họ mặc âu phục dày tây đứng ở xung quanh quấn một vòng vải trắng. Phía trước đó có bảy hai chiếc quan tài, cùng với một tấm ảnh đen trắng, nơi này trông khá giống một linh đường. Hiện tại, đào lực đang hút thuốc, sắc mặt của ông ta không dễ nhìn lắm, ông ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân nói, cả đời này của tôi chỉ có một thằng con trai, thế nhưng lại vì cậu mà chết. Lê Văn Vân vẫn rất bình tĩnh, anh thản nhiên nói, có trách cũng chỉ có thể trách ông thôi, ai bảo ông không dạy con ông cho tốt, người nào có thể trêu vào người nào không thể trêu vào, anh ta là bị người của Doãn Nhu giết chết, ông có bản lĩnh thì đi tìm Doãn Nhu mà báo thù, ông tìm tôi thì được tích sự. Gì? Cậu câm miệng cho tôi đào lực chừng lê văn vân một cái nói nếu không phải con tôi muốn giết cậu làm sao nó lại bị người của doãn nhu ra tay lê văn vân bật cười cậu còn cười được đào lực cười khẩy nói lần này cậu sẽ không ăn may thế đâu doãn nhu chắc chắn sẽ không tới cứu cậu nói xong ông ta vỗ chiếc quan tài trước mặt cười khẩy nói chiếc quan tài này đặt thi thể con tôi sau đó ông ta lại chỉ về chiếc quan tài còn lại nói biết chiếc quan tài này dùng để làm gì không lê văn vân trầm ngâm hỏi chẳng lẽ là chuẩn bị cho ông danh con đã đến lúc này rồi mà cậu còn dám nói được những lời đó cậu muốn chết đúng không bên cạnh có một người giận dữ hét lên tôi không nói thì mấy người sẽ bỏ qua cho tôi à lê văn vân hỏi người nọ sửng sốt sau đó nhìn chằm chằm lê văn vân nói cậu đúng là lợn chết không sợ nước sôi cho nên mới nói mấy người cứ nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết đúng không Lê Văn Vân hỏi ngược lại. Cậu giết thiếu chủ của chúng tôi, cho nên đương nhiên chỉ có một con đường chết. Đúng vậy, nếu người nhà cậu ở chỗ này, bọn họ cũng phải gặp xui xẻo giống cậu. Yên tâm, chúng tôi đã tra ra được đám bạn bè của cậu rồi, bọn họ đừng hòng ai đòi trốn thoát, trên đường xuống suối vàng, cậu sẽ không cô đơn đâu. Người xung quanh mồm năm miệng 10 sen vào nói. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào, đào lực đi tới cạnh cửa sổ, Nhìn bên ngoài đen kịt một đống người hỏi, chuyện gì vậy? Rất nhanh, bên ngoài đại sảnh đã có một người chạy tới nói, Lão Đại, là tên đạo ba kia dẫn theo người đến, chính là cái tên minh giáo ấy, thể lực không thu phí bảo kê của dân nghèo. Bọn họ đã phát triển lớn mạnh thế này rồi cơ à? Đạo lực hoảng sợ. Bên ngoài minh mông người là người, thật sự có hơi dọa đến ông ta. Đạo ba dẫn theo gần 100 người đến, còn những người khác hình như đều tới xem náo nhiệt người bước vào nói. Đào lực thấy được đám người cố bạch, ông ta nhếch miệng nhìn về phía Lê Văn Vân nói, thú vị lắm, vốn dĩ tôi còn đang nghĩ xem làm sao để tìm được bọn họ, không nghĩ tới bọn họ lại tự vác xác đến cửa. Vậy sao, Lê Văn Vân nhếch miệng, chỉ trong chớp mắt, dây thừng trên người anh đứt phạt từng sợi. chương 814, tôi đi tìm bọn họ đàm phán. Đào lực đột nhiên quay đầu lại, chấn động nhìn Lê Văn Vân nói cậu. Trên mặt Lê Văn Vân treo nụ cười, thản nhiên nói, nuôi nhưng không dạy là lỗi của cha, ông dạy con trai mình thành thế kia, hại chính anh ta chết, giờ ông lại đội nổi lên đầu tôi, muốn giết tôi cũng thôi đi, không nghĩ tới ông còn muốn ra tay với cả bạn bè tôi, ông cho rằng ông là ai. Đỉnh cấp, nét mặt đào lực thoáng rung động, đỉnh cấp, quả thật có thể đủ năng lực cắt đứt dây thừng. Hừ, tôi đúng là đã xem thường cậu rồi, nhưng cậu là đỉnh cấp thì đã sao? Cho dù là người đứng đầu địa bảng, hôm nay cũng đừng hòng ra khỏi nơi này. Đào lực cười khẩy một tiếng nói, ra tay cho tôi. Trong chớp mắt đã có người sách đao sông lên chém. Cũng trong chớp mắt đó, trên mặt Lê Văn Vân xuất hiện nụ cười khát máu. Bên dưới tòa nhà, sau khi đám người đao ba đến gần khu vực này thì đứng lại, Trần Tiêu và đao ba dẫn đầu phía trước, mà ở bên cạnh đạo ba, một người của minh giáo có chút run rẩy mở miệng, anh đạo ba, chúng ta thật sự phải cứng đối cứng với người của đào lực sao? Bọn họ chính là thế lực đỉnh cấp ở khu đông đó, có cả đám cao thủ đỉnh cấp, chúng ta. Đào ba cắn răng nói, con bà nó, các cậu đi theo ông đây lăn lộn, ông đây còn có thể đứng nhìn các cậu chịu chết sao, tôi bảo các cậu đến, chính là đến để giữ thể diện, cụ thể thì chỉ cần mình tôi ra mặt là được. Nói tới đây, anh ta cắn răng nói, tôi đi tìm bọn họ đàm phán. Cố bạch đứng bên cạnh trêu gẹo nói, anh đào ba huy vũ. Đào ba nhìn mấy người này, có chút không biết phải nói sao mọi người đều là anh em cho nên cũng sẽ cùng chung kẻ thù, đám người các câu đó, sao anh em của mình bị bắt cóc mà các cậu lại không lo lắng chút nào thế? Đây còn không phải vì có anh đao ba sao, tôi tin anh nhất định có thể cứu Lê Văn Vân ra ngoài. Cố bạch cười ha hả nói. Đao ba thở dài một hơi, sau đó cắn răng nói các cậu cứ đứng đây chờ, nếu không thấy tôi ra, các cậu lập tức rời đi, theo sau có rất nhiều người, các cậu cứ lẩn vào trong đám người, chắc bọn họ sẽ không phát hiện được đâu, nếu tôi chết, sau này các cậu cứ nghe theo lão đại Trần Tiêu, hiểu chưa? Trần Tiêu cau mày nói, tôi đi cùng cậu. Đào ba lắc đầu nói, lão đại, anh vẫn thành thật ở đây đi, không cần đâu, tôi sẽ đi tìm bọn họ đàm phán, sẽ cố gắng không ra tay nếu không cần thiết. Anh đi cùng lỡ đánh nhau với người ta, ngược lại sẽ càng khiến chuyện thêm rắc rối. Trần Tiêu nhíu mày. Lúc này đào ba thở sâu một hơi, anh ta nắm chặt cây đao lớn trong tay, cổ tay có chút run rẩy. Anh đạo ba, anh có vẻ hơi sợ đó. Lý Thu nói, ông đây đương nhiên sợ, con mẹ nó đây là nhân vật có tên trên bảng đó, hơn nữa còn là thể lực lớn nhất khu đông. Đạo ba nói, nhưng hết cách rồi, anh em của ông đang ở trên tay ông ta, cho dù có phải góp cả cái mạng này vào, tôi cũng phải nghĩ cách cứu người ra mới được. Nói xong, anh ta cắn chặt răng, cầm lấy bầu rượu uống ngược một hớp, tiếp thêm dũng khí cho mình, sau đó tiến bước, đi vào giữa sân viện, đi thẳng đến trước tòa nhà kia người khác đều cẩn thận nhìn vào bên trong qua một lúc sau ở bên ngoài có người nghe thấy tiếng đánh nhau này đánh nhau rồi hả có người hướng nhìn về phía tòa nhà kia không ổn trần tiêu đột nhiên nắm chặt lấy hai thanh đao trên lưng muốn xông lên hỗ trợ nhưng lại bị cố bạch ấn chặt tay nói không có chuyện gì đâu lão đại của chúng tôi đã khôi phục rồi trần tiểu sửng sốt tay nắm đao chậm rãi thả lỏng phía sau một đám người vây xem đều cảm thấy kinh hãi đào ba này có lại lịch thế nào anh ta lại dám một mình tiến vào trong viện đó đây chính là thế lực lớn nhất khu đông đó là địa bàn của đào lực chứ không phải ai khác đâu anh ta dám một mình xông vào lại còn đánh nhau với đào lực rồi hình như là một người anh em của anh ta bị người đào lực trói lại cho nên anh ta dẫn người đến đàm phán xem ra đàm phán không thành cho nên đánh nhau rồi thế này thì phải gan dạ sáng suốt đến đâu mới dám làm chuyện đó hả? Lúc này, đám người vây xem lập tức thảo luận sôi nổi. Đạo ba đi vào trong tòa nhà thì chân cũng đã mềm nhún, anh ta phát hiện cả tòa nhà đều vắng vẻ trống không, giống như không có ai, anh ta đi được một lát, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Chuyện này khiến trong lòng anh ta càng thêm sợ hãi. chương 815, chúng ta theo đúng người rồi. Thằng nhóc này, chắc không phải bị đánh rồi chứ, Nói xong, anh ta bước nhanh hơn, đi đến trên lầu. Anh ta đi chưa được bao lâu, cả người liền ngẩn ra, bởi vì anh ta đã nhìn thấy máu tươi, đang chảy dọc từ trong một căn phòng về phía anh ta, anh ta nuốt nước miếng, tiến về phía trước. Không lâu sau, anh ta đến trước nơi chảy ra máu tươi, một mùi máu tươi gây mũi sộc vào trong mũi anh ta. Anh ta cắn răng, đẩy cửa ra. Trong khoảnh khắc đó, anh ta thấy được trên mặt đất có một một đống người nằm la liệt, sống chết không rõ, đồng thời anh ta cũng nhìn thấy Lê Văn Vân đứng ở bên kia, cả căn phòng, chỉ còn lại hai người đang đứng, Lê Văn Vân cùng Đào Lực đứng đối diện anh. Lúc này trên mặt Đào Lực đã không còn cái vẻ liều lĩnh, cao ngạo kia nữa. Ông ta nhìn Lê Văn Vân, lui từng bước về phía sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi cậu. Rốt của cậu là ai, vì sao cậu đã là siêu cấp rồi? Lê Văn Vân quay đầu nhìn thoáng qua đao ba đi đến, có hơi ngạc nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp sau đó anh lại quay đầu nhìn về phía đạo lực thản nhiên nói tôi là ai không quan trọng vốn dĩ cái chết của con trai ông không liên quan gì đến tôi là anh ta chủ động trêu chọc tôi bị giết cũng đáng đời tôi đã định cho qua chuyện này không nghĩ tới hôm nay ông lại chủ động tới tìm tôi vừa lúc hôm nay tâm trạng tôi không được tốt ông lại còn muốn xuống tay với bạn bè của tôi ông quả thật đáng chết mà lê văn vân nói xong khi thế cả người đột nhiên bùng nổ trong khoảnh khắc đó anh vào tới trước mặt đạo lực trong tay cầm một con dao găm chỉ trong trước mắt đã cắt đứt cổ họng đào lực giết chết trong vòng một giây sau đó anh đá đào lực một cước khiến đào lực tông cửa sổ bay ra ngoài cửa kính vỡ vụn cả người đào lực trực tiếp bay ra sau đó nện trên mặt đất trong mắt đào ba đã sắp rất xuống rồi trên thực tế đào ba vẫn nghĩ lê văn vân chỉ là một người bình thường thôi lần trước lúc khiêu chiến lê văn vân không hề ra tay người ra tay là đám cố bạch kia mà lúc này anh ta rõ ràng cảm nhận được khí thế siêu cấp ở trên người lê văn vân nhóc con mẹ nó sao cậu mạnh vậy đạo ba cắn chặt răng anh ta nhìn máu tươi trên mặt đất chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh lê văn vân xoay người nở nụ cười với anh ta nói tâm trạng thoải mái hơn rồi chúng ta đi xuống đi sau đó anh lại bổ sung thêm đạo ba nuốt nước miếng vẻ mặt có chút cổ quái phía dưới rất nhiều người đều nhìn thấy một thân hình nện ở trên đất sau đó có người chạy tới nhìn thử. Kế đó, cả đám người nhanh chóng lùi lại mấy bước, lẩm bẩm nói, đào lực. Đã chết rồi. Lời này rơi vào trong tai đám người, khiến đầu óc bọn họ như nổ vang. Đào lực, người đứng đầu thế lực lớn nhất khu đông. Đã chết. Cái tên đào ba kia mới đi vào được bao lâu hả, vài phút chứ mấy. Chờ thêm một lúc nữa, bọn họ thấy được đào ba dẫn theo Lê Văn Vân đi ra từ trong tòa nhà những người này cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì bọn họ chỉ biết là đạo ba đến cứu người sau đó mấy phút đồng hồ sau đào lực chết mà đao ba thì dẫn người đi ra mọi người đều cho rằng tất cả đều là đao ba làm bao gồm cả những tên đàn em mà đao ba dẫn đến đao ba giết chết đào lực trước kia đã nghe người ta nói lúc anh đao ba khiêu chiến tay không giết chết một tên cao thủ đỉnh cấp vừa rồi hình như tôi đã cảm nhận được khí thế của cao thủ siêu cấp anh Đào ba, chẳng lẽ là, siêu cấp, chúng ta theo đúng người rồi. Một đám người mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận. Lý Thu và đám người cố bạch đều choáng váng, bọn họ đương nhiên biết, tất cả là Lê Văn Vân làm. Anh đạo ba uy vũ. Không biết từ lúc nào, có người hô to một câu. Anh Đào ba uy vũ. Ngay sau đó, từng tiếng hô nhịp nhàng bắt đầu vang vọng trong đám người. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 816, anh đạo ba uy vũ. Anh đạo ba uy vũ. Anh đạo ba uy vũ. Một đám đàn em mà đạo ba mới thu nhận đều đang lớn tiếng gào thét. Đằng sau, đám người vây xem cũng ngẩn tò te. Đến giờ mới được bao lâu, không tới 10 phút đúng không, thế mà một mình đạo ba tiến vào đàm phán, trực tiếp làm thịt luôn đạo lực của thế lực đứng đầu khu đông. Chuyện này, khu tội ác chỉ sợ sẽ có một thế lực mới quật khởi rồi. Giải quyết nhanh như vậy, chỉ sợ, đao ba này là siêu cấp khiêm tốn. Mấy người nhìn người đi, đầu quả dưa, thân trên để trần, bên hông treo một bầu rượu, thân vác đạo lớn, vừa nhìn là biết một người độc ác, cách ăn mặc kia hiển nhiên là siêu cấp đó. Mấy người đã từng nghe nói chưa, đao ba này vào lần đầu tiên khiêu chiến, giành lại con phố kia ấy, anh ta tay không giết chết đỉnh cấp. Vô cùng khủng bố đó. Đằng sau bàn tán, đằng trước la hét, khiến cho đám người cố bạch phải đưa mắt nhìn nhau mẹ nó thế này cũng được à, cố bạch không nhịn được hộ nhỏ một tiếng. Mà lúc này đao ba đi xuống, nghe thấy những âm thanh kia, vẻ mặt lờ mờ hoang mang, giống như không biết tình huống gì đang xảy ra, anh ta không biết, một trận chiến này đã khiến anh ta hoàn toàn nổi tiếng tại khu tội ác. Anh ta và Lê Văn Vân đồng thời tới cửa, mấy người cố bạch nhìn Lê Văn Vân, bọn họ phát hiện tâm trạng của Lê Văn Vân đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng không nhịn được thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này, một đống người vây quanh đao ba, bắt đầu mồm năm miệng mười khen ngợi đao ba. Đao ba rất muốn giải thích một chút, nhưng anh ta phát hiện căn bản không giải thích được, lúc này đám đàn em của anh ta đã tôn thờ anh ta rồi, căn bản không cho anh ta cơ hội giải thích. Anh ta rơi vào đường cùng, đành phải nói, đi thôi, chúng ta đi về trước. Hơn 100 người chậm rãi đi về con phố nghèo, bên đường, đám người vây xem bắt đầu nhường đường cho bọn họ. Đợi cho đao ba cùng mọi người rời đi hết, một vài người lớn lớn gan tò mò chạy vào bên trong tòa nhà muốn nhìn xem tình huống của người bên trong thể nào sau đó bọn họ thấy bên trong chất đống thi thể đám đỉnh cấp dưới trướng của đạo lực hiển nhiên là chết sạch không còn một mống theo bọn họ tất cả đều là đạo ba giết trong khoảng thời gian ngắn hiện tại bọn họ gần như hoàn toàn nhận định đạo ba chính là siêu cấp rồi đêm nay cả khu đông chìm sâu trong bầu không khí bất thường danh tiếng của đạo ba chỉ trong một đêm truyền khắp khu đông truyền khắp cả khu tội ác. Mà hết thảy những điều này đều không có liên quan gì đến đám người Lê Văn Vân. Sau khi trở lại con phố nghèo, Đào Ba bảo đám đàn em của anh ta giải tán. Lê Văn Vân nói vài câu cảm ơn với anh ta. Tuy Đạo Ba không đến thì anh cũng có thể thuận lợi thoát thân, nhưng Đạo Ba có thể xuất hiện, trong lòng Lê Văn Vân nói không cảm động là giả. Đào Ba biết rất rõ tranh lệch thực lực giữa mình và Đào Lực, nhưng bất kể là cuộc đụng độ trên bờ cát hay sau đó một thân một mình chạy đến trung tâm khu đông cứu anh, tất cả đều khiến cho Lê Văn Vân cảm thấy rất ấm áp. Sau khi nói vài câu với Đào Ba, Lê Văn Vân lại nhìn về phía Trần Tiêu nói, tôi khôi phục rồi. Trần Tiêu ngẩn người, trong mắt có một chút dao động. Năm ngày sau, cùng chúng tôi rời khỏi nơi này đi. Lê Văn Vân vỗ vai Trần Tiêu nói, chúng tôi đến Europa, đến mảnh đất thăm dò thứ hai. Đi chém đem. Mảnh đất thăm dò thứ hai là một hòn đảo ở europa cũng là hang ổ của gia tộc đen nghe nói thế cả người trần tiêu kịch liệt run rẩy sau đó anh ta thở hắt một hơi gật đầu nói được tôi đi về trước đã nói xong anh ta có chút lảo đảo đi đến cuối phố không biết là vì kích động hay là vì điều gì khác nhưng lê văn vân thấy rõ bóng lưng anh ta có chút đứng ngồi không yên sau khi xong chuyện lê văn vân nhìn thoáng qua hai ông cháu lừa đảo đang ở trên phố đối diện nhìn mình sau đó xoay người đi vào trong nhà tại tuấn Phạm Nhược Tuyết đang ngồi ở tầng 1, nhìn thấy Lê Văn Vân trở về, cảm xúc của cô không có quá nhiều dao động, chỉ bình tĩnh mở miệng nói, mấy người bọn em đã nói với Minh Sùng, bọn em cũng sẽ rời khỏi người gác đêm. chương 817, thù mới hận cũ, đến lúc đó cùng nhau giải quyết. Lê Văn Vân bật cười, không nói gì thêm, sau đó nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết cười nói, em quả nhiên vẫn rất yêu anh. Phạm Nhược Tuyết ngước mắt nhìn Lê Văn Vân, Lần này anh mới phát hiện ánh mắt của cô không còn lạnh lẽo mà ngược lại nhiều hơn một chút dịu. "Giang, đi ngủ đi, ngày mai chúng ta đi tìm số 2." Phạm Nhược Tuyết dịu dàng nói. "Ừ." Lê Văn Vân gật đầu. Thậm chí anh còn chẳng buồn rửa mặt, trực tiếp lên lầu, nằm trên giường ngủ luôn. Không biết vì sao, rõ ràng anh đã khôi phục lại chân khí, nhưng cứ cảm thấy mệt mỏi trước nay chưa từng có. Ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy, không ai nhắc đến chuyện rời khỏi người gác đêm nữa, mà Lê Văn Vân cũng vậy, anh không nhắc một chữ nào về chuyện này, cả người như đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh ngày thường. Khoảng 10 giờ sáng, Lê Văn Vân cùng Phạm Nhược Tuyết với Lý Thu ra ngoài. Cố Bạch và Trương Vãn Hà ở lại chăm sóc vợ chồng Lại Tuấn, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vợ chồng Lại Tuấn đã tỉnh lại được mấy ngày, nhưng sức khỏe còn khá yếu, phải nằm trên giường một thời gian nữa mới được. Ba người Lê Văn Vân đương nhiên là đi tìm Minh Sùng, bọn họ vẫn muốn xác nhận xem rốt cuộc đám người Hoàng Thi Kỳ và Khương Vĩ đến hiện tại có an toàn hay không. Sau khi xác nhận xong, anh còn phải đến trường đấu thú tham gia trận chung kết, dành 5 miếng long cốt kia tới tay rồi hãng nói. Mà sau một đêm, nhân vật Đao Ba đã trở thành đối tượng được thảo luận của cả khu tội ác, chuyện anh ta giết chết hai ba mươi tên đỉnh cấp chỉ trong vài phút cũng bị truyền ra ngoài, rất nhiều người đều thấy được một màn máu chảy đầm đìa kia. Sau đêm qua, đào ba bất giác có thêm một biệt hiệu. Nhân đồ đạo ba. Ngày này đào ba bị người ta đánh thức, anh ta nghe thấy bên ngoài có một trận ồn ào thì vội chạy đến ban công nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa hù chết anh ta. Trên đường phố bên ngoài nhà anh ta ở, một đám người chi chít chen lấn, sau lưng đám người này đều đeo vũ khí, trong đó không thiếu những cao thủ đỉnh cấp. Má nó, sẽ không phải là đám lâu la còn sót lại của đào lực đến tìm mình báo thù chứ. Trên chán đào ba bắt đầu toát mồ hôi lạnh anh đào ba em muốn gia nhập minh giáo em cũng muốn gia nhập bên ngoài một đám người bắt đầu lớn tiếng gào thét nghe đến đó trong lòng đạo ba thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó trên mặt bắt đầu trở nên hưng phấn anh ta nghĩ tới có một ngày minh giáo của mình sẽ có rất nhiều người trở thành một trong những thế lực lớn nhất của tòa thành này chẳng qua anh ta không nghĩ tới quá trình này sẽ đến nhanh như vậy anh ta hưng phấn trên mặt lộ ra nụ cười tươi nói được mọi người không nên gấp gáp, chờ tôi xuống rồi từng người đăng ký. Nói xong, anh ta như nghĩ đến điều gì hét lớn một tiếng nói, đi theo ông đây lăn lộn, các cậu sẽ có tiền đồ rất lớn. Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết cùng Lý Thu lái xe đến trang viên của SD Hot 6. Lúc này, SD Hot không ra mặt, nhưng Minh Sùng đã ở cửa chờ đám người Lê Văn Vân rồi. Nhìn thấy Lê Văn Vân lái xe đến, anh ta đi đến cửa xe nói, tôi lái xe dẫn mấy cậu đến đó đi. Lê Văn Vân gật đầu, sau đó xuống khỏi vị trí ghế lái, chạy đến ghế lái phụ ngồi xuống, Minh sùng lái xe, chậm rãi đi ra khỏi khu tội ác. Ngày hôm qua tôi đã liên hệ với bên ngoài, liên lạc với Trác Nhất Minh, nói cho ông ta biết tin mấy cô cậu muốn rời khỏi người gác đêm, Minh sùng vừa lái xe vừa nói, ông ta đồng ý, chỉ là hy vọng các cậu làm xong mọi chuyện thì có thể trở về. Ba người Lê Văn Vân im lặng, không đáp lời. Đúng rồi, ngày hôm qua Lữ Dương cũng biết tin này rồi, nửa đêm anh ta xông đến tổng bộ quân liên minh, đại náo một trận bên trong, còn đánh bị thương đem đang ở trong quân liên minh nữa. Minh Sùng lại nói, thù mới hận cũ, đến lúc đó cùng nhau giải quyết. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, nói xong, anh không muốn xoắn suýt thêm nhiều về chuyện này, nếu không trong lòng sẽ không thoải mái, anh quay đầu nhìn Minh Sùng nói, tôi nói này ngài Minh. Anh thành thật nói cho chúng tôi nghe thử xem, rốt cuộc anh có phải người gác đêm thần bí số một kia không? Minh Sùng lái xe, vẻ mặt anh ta vẫn không có bất cứ thay đổi gì. Chỉ bình tĩnh nói, hiện tại cậu đã không còn là người gác đêm, tôi không cần thiết phải nói cho cậu biết tất cả, hơn nữa chuyện cơ mật của tôi, chỉ người cầm quyền người gác đêm mới có tư cách biết. chương 818, chỗ của tôi là nơi nào chứ? Lê Văn Vân không nói gì, nhưng trong lòng anh đại khái đã biết, Minh Sùng này, có đến 99% chính là người gác đêm thần bí số một kia. Con số này tại người gác đêm hoa hệ cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, anh ta không lộ mặt, thậm chí cho tới bây giờ dường như chưa từng có nhiệm vụ ban bố cho anh ta. Mà sau ngày hôm qua, Lê Văn Vân phát hiện SD Hot cực kỳ khách khí đối với Minh Sùng, thậm chí có một chút sợ hãi, lại thêm khí chất thần bí trên người Minh Sùng, Lê Văn Vân đoán anh ta đại khái chính là người gác đêm số một hoa hệ rồi. Những lời vừa rồi của Minh Sùng lại càng khiến cho Lê Văn Vân chắc chắn điểm này. Người này chính là người gác đêm số 1. Anh hừ lạnh một tiếng nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chắc nhất Minh ném bọn họ tới khu tội ác là muốn cho bọn họ nhận áp lực tại thành phố này, dùng nó để đạt được hiệu quả tiến bộ, anh đưa bọn họ đến nơi khác huấn luyện, liệu có hiệu quả không? Chỗ của tôi là nơi nào chứ? Minh Sùng hơi nhếch môi lúc này lê văn vân mới phát hiện trên khóe môi anh ta xuất hiện nụ cười rất quỷ dị sau đó chỉ thấy minh cùng tiếp tục nói chỗ của tôi ấy mà tên là trại huấn luyện ma quỷ rất hiếm khi mở ra với người ngoài vậy sao tôi đây cũng muốn đi xem thử một lần lê văn vân cười nói sau đó như nghĩ tới cái gì lê văn vân mới hỏi đúng rồi tòa thành này có người tự dưng mất tích hơn nữa rất có khả năng là do siêu cấp ra tay dẫn người đi chuyện này anh có biết không minh sùng ngẩn người sau đó lắc đầu nói, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua, trên thực tế, tôi cũng không phải quá hiểu biết về tòa thành này, đa số chuyện vẫn do SD Hot Seas quản lý, chờ sau khi trở về, tôi lại hỏi SD Hot Seas thử xem. Lê Văn Vân nhướng mày, anh cứ có cảm giác chuyện kia không đơn giản như trong tưởng tượng, anh nhìn thoáng qua Minh Sùng, không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, bọn họ lái xe ra khỏi thành phố, chạy thêm tầm nửa tiếng nữa, cây cối xung quanh càng lúc càng rậm rạp. Một tiếng sau, bọn họ dừng lại sau đó minh sùng nói bên này nói xong anh ta đi vào khu rừng rậm bên cạnh dọc theo rừng rậm đi tầm một tiếng nữa trước mặt đám người lê văn vân trở nên rộng rãi hẳn ở phía trước thế mà lại có thêm một tòa thành cực lớn lê văn vân yên lặng nhếch môi cười anh không quá hiểu biết về hòn đảo này phần lớn thời gian đều hoạt động trong thành đương nhiên anh cũng có biết đến một vài thôn trấn xung quanh nhưng mà thôn trấn này rõ ràng có điều khác biệt, cấu tạo và bố cực của thôn chấn vô cùng lạ lùng. Tại cổng thôn, Lê Văn Vân nhìn thấy có ba người đang hút thuốc đánh bài, điều khiến cho Lê Văn Vân kinh ngạc chính là mấy người này đều mặc đồng phục của người gác đêm, hơn nữa rõ ràng còn là đỉnh cấp. Mà Lê Văn Vân gần như chưa từng gặp qua mấy người này tại người gác đêm. Bọn họ cũng thấy được Minh Sùng, cho nên vội vàng cất bài đi, đứng dậy nói anh Minh. Minh Sùng vẫy, trong ba người kia, có một người có vẻ cường tráng chạy tới nói, "Anh Minh, lại đưa tới mấy người mới cho ma quỷ doanh sao? Có cần em tự mình dạy dỗ không?" Một tên khác cười ha hả, đi tới bên cạnh Phạm Nhược Tuyết nói, "Dạy dỗ cô nàng này một phen đi, nhất định." Từ tác phong đến giọng điệu nói chuyện của mấy người này đều không giống là người gác đêm, càng giống mấy tên thổ phỉ bên trong khu tội ác hơn. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, cô trực tiếp giơ tay lên, ba cây châm bạc yên lặng không một tiếng động bắn ra, cái tên đùa giỡn cô đột nhiên phát hiện mình há mồm nhưng không thể thốt ra lời nữa. Này, hai người khác nhanh chóng lui về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn đám người Lê Văn Vân. Đừng nói lung tung, Minh Sùng thản nhiên nói, ba vị này, đã từng là người gác đêm số 0, số 7 và số 12. Cái gì, ba người kia sợ hãi, hiển nhiên đã từng nghe nói qua ba cái tên này, bọn họ trần động nhìn đám người Lê Văn Vân nói, mấy người chính là người đẹp bác sĩ, xạ thần. Cùng với số không trong truyền thuyết kia, Lê Văn Vân và Lý Thu liếc nhau một cái, trong mắt hai người, đều xuất hiện sự dao động. Cả thôn trấn không lớn, nhưng Lê Văn Vân nhìn thấy, mọi người trong trận cơ hồ đều là đỉnh cấp trở lên. Trong người gác đêm, sơ cấp có thể lên chiến trường, võ giả cao cấp có thể lập tiểu đội, được gọi là tiểu đội tiên phong, lúc tiểu đội 11.762 vừa mới thành lập, tất cả đều là cao cấp, lúc ấy bọn họ chỉ có ba tên đỉnh cấp, Lê Văn Vân, Hoàng Thi Kỳ cùng với Đường Đường. chương 819, rung động không? Nhưng sau đó không ngừng tiến bộ, mới khiến cho cho cả tiểu đội ngoài Lý Thu ra thì tất cả đều trở thành đỉnh cấp. Mà hiện tại, trong thôn này, Lê Văn Vân vừa nhìn đã phát hiện, hầu như tất cả đều là đỉnh cấp trở lên, nhìn từ quy mô thôn trấn, bên trong này, ít nhất có đến vài ngàn người. rung động không, Minh Sùng nhìn Lê Văn Vân, trong giọng điệu mang theo một chút kiêu ngạo, Lê Văn Vân thở dài một hơi, gật đầu. Tiếp theo đây thứ cậu tiếp xúc được sẽ là cơ mật tối cao của người gác đêm. Minh sùng thản nhiên nói, tuy hiện tại cậu đã không còn là người gác đêm, nhưng đối với Hoa hệ mà nói, lão già chắc nhất Minh kia vẫn bằng lòng cho cậu tiếp xúc. Nói tới đây, anh ta thản nhiên nói, đây là vương bài lớn nhất của người gác đêm Hoa hệ, cũng là con bài chưa lật của người gác đêm Hoa hệ. Nói tới đây, anh ta thở dài một hơi nói, chỉ là không biết đợi đến khi chiến tranh hoàn toàn bùng nổ rồi, người nơi này còn lại bao nhiêu. Chúng ta vào đi thôi, Minh Sùng nói. Lê Văn Vân cùng mấy người Phạm Nhược Tuyết đều có chút rung động, ngay lúc bọn họ muốn đi vào, bọn họ lại phát hiện ở cửa thôn trấn, có một bóng dáng đang đeo ba lô, chậm rãi đi dọc con đường ra bên ngoài. Dáng người nó cao gầy, một đầu tóc ngắn, da thịt trắng như tuyết, cả khuôn mặt trông vô cùng bình đạm. Bỗng nhiên, cô ta ngẩng đầu thấy được đám người Lê Văn Vân, ngay sau đó trên mặt cô ta lộ ra vẻ mừng như điên nói, Lê Văn Vân. Bác sĩ Phạm. Sau đó chỉ trong khoảnh khắc, lúc ánh mắt cô ta rơi vào trên người Lý Thu, hốc mắt bỗng đỏ lên, kế đó khí thế trên người bùng nổ, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt đám người Lê Văn Vân. Chuẩn xác mà nói, là đến trước mặt Lý Thu, cô ta ôm cổ Lý Thu, nước mắt ẩn ẩc nói, Thu Thu. Thu Thu, anh cũng tới rồi, em rất nhớ mọi người. Siêu cấp. Lúc này, Lê Văn Vân cùng Phạm Nhược Tuyết liếc nhau một cái. Trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Đúng vậy, người tới đúng là Hoàng Thi Kỳ. Cô ta đã thành công đột phá đến siêu cấp. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là trong cả đoàn thể tiểu đội của Lê Văn Vân, lúc này đã có đến hai siêu cấp, nếu bọn họ còn đang ở trong người gác đêm mà nói, điều này có nghĩa là tiểu đội 11762 sẽ có hai siêu cấp đây tuyệt đối là chuyện có một không hai trong lịch sử của người gác đêm. Đáng tiếc, hiện tại đám người Lê Văn Vân đã rời khỏi người gác đêm. Minh Sùng đứng ở bên cạnh, cũng không quấy giày Hoàng Thi Kỳ đang kích động, Lê Văn Vân cũng chỉ thở phào một hơi. Lúc Hoàng Thi Kỳ xuất hiện, cũng chứng tỏ Minh Sùng không lừa bọn họ, đám người Khương Vĩ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, điều này khiến cho tảng đá treo lơ lửng trong lòng Lê Văn Vân hoàn toàn được đặt xuống. Hoàng Thi Kỳ phải mất một lúc mới hòa hoãn lại cảm xúc, cô ta buông lỏng Lý Thu ra, sau đó lại nhìn về phía Lê Văn Vân, nghiêm mặt nói, báo cáo đội trưởng, không phụ kỳ vọng của đội trưởng, tiểu đội 11.762, người gác đêm số 2 Hoàng Thị Kỳ, thành công đột phá đến siêu cấp, xin trở về đơn vị. Nghe thế, sắc mặt Lê Văn vẫn có chút phức tạp, anh thở dài một hơi nói, tôi đã không còn là người gác đêm nữa. Hoàng Thi Kỳ nghe thế, sắc mặt đờ ra trong nháy mắt. Sau đó cô ta trầm giọng nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Lê Văn Vân kể lại đơn giản mọi chuyện cho cô ta nghe, sau khi nghe xong, sắc mặt Hoàng thị Kỳ cực kỳ khó coi, cắn răng nói, "Vậy tôi cũng rời đi." Đây là chuyện nằm trong dự đoán của Lê Văn Vân, Hoàng thị Kỳ rất cảm xúc hóa, sau khi đường đường chết, cô ta vốn đã không thoải mái, vẫn không muốn trở lại người gác đêm. Lần này Lê Văn Vân lại bị đuổi ra ngoài, cô ta càng không muốn về đi thăm đám người Khương Vĩ trước đã. Lê Văn Vân nói. Lúc này Hoàng Thi Kỳ mới gật đầu nói, đi thôi, tôi dẫn mọi người đi, vừa rồi lúc tôi rời đi còn qua chào bọn họ, bọn họ đang ăn cơm tại căn tin. chương 820, vì tất cả những người còn sống. Nếu đã vậy, tôi không dẫn mấy cậu đi nữa. Minh Lùng nói, nếu tôi đến, có khả năng sẽ tạo thành một chút rối loạn, cứ để số 2 dẫn mọi người đi đi, đúng lúc tôi cần đi xử lý một số chuyện. Mặt khác, mấy người kia còn cần ở lại huấn luyện, cậu xem xong thì đừng dẫn bọn họ đi, tự mình rời đi là được. Lê Văn Vân gật đầu nói, đã hiểu. Đợi đến lúc Minh Sùng rời đi, Hoàng Thị Kỳ mới dẫn ba người đi vào trong trấn. Sau khi tiến vào, Lê Văn Vân mới chính thức cảm thấy rung động vì nơi này, trong trận, không ai dưới cao cấp, mà hễ cứ 7-8 người là sẽ có một đỉnh cấp. Điều này cũng có nghĩa là nơi này chỉ sợ có đến vài trăm đỉnh cấp, Tại đây gần như mỗi tiểu đội đều là tiểu đội tiên phong, điều này quả thực khiến trong lòng Lê Văn Vân có chút giật mình. Khó trách SD Hot có phần sợ minh sùng, chỉ cần kéo bừa một tiểu đội trong này ra, dựa vào chiến thuật rèn luyện hàng ngày cùng chiến thuật phối hợp của người gác đêm, chỉ sợ có thể dẹp yên cả khu tội ác. Đương nhiên, lúc Lê Văn Vân nhìn thấy những người này, cũng có cảm giác bọn họ không giống người gác đêm, người nơi này đều không ai mặc quần áo đàng hoàng, người hút thuốc kẻ uống rượu, không khác gì lưu manh nhưng có không ít người lúc nhìn thấy Hoàng thị Kỳ, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Cô lại đánh người bên trong này hả?" Lê Văn Vân hỏi. Hoàng thị Kỳ xấu hổ cười ho khan hai tiếng, rất nhanh, bọn họ đã dừng lại trước mặt một căn tin, sau đó tiến vào bên trong. Lúc này ở bên trong phòng, nhân số không quá nhiều, chỉ có lác đác vài người ngồi, ánh mắt Lê Văn Vân nhanh chóng tập trung tại ba người cách đó không xa. Ba người này, đúng là Ngô Nghiêu, Trần Hiểu Nguyệt cùng với Đỗ Tịch Tịch lê văn vân nhìn thoáng qua nét mặt có hơi co giật ngô nghiêu vẫn là đỉnh cấp nhưng lê văn vân có thể cảm nhận được đến giờ mới có mấy tháng không gặp nhưng thực lực trên người ngô nghiêu được củng cố hơn nhiều trước đó ngô nghiêu chỉ là đỉnh cấp mới vào nhưng hiện tại anh ta đã mạnh hơn trước thấy rõ thiên phú của anh ta vốn cũng không tệ trần hiểu nguyệt cũng đã đến cao cấp đương nhiên cô có chút căn cơ nên tốc độ này không được tính là quá nhanh Khiến cho Lê Văn Vân kinh ngạc hiển nhiên chính là Đỗ Tịch Tịch, cô ấy ngồi ở bên kia ăn từng miếng cơm, một đầu tóc dài cũng đã cắt ngắn đến bả vai, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra chút mệt mỏi, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. Quan trọng nhất là, Lê Văn Vân cảm nhận được cô ấy đã đến võ giả trung cấp rồi. Phải biết rằng, trước đó Đỗ Tịch Tịch không hề có chút căn cơ nào, cái tốc độ này không khác gì Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ lúc trước. Lúc trước khi Lê Văn Vân tiến vào người gác đêm chỉ trong vòng mấy tháng đã đến trung cấp, sau đó trực tiếp gia nhập tiểu đội của Tần Quốc Thành bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Thiên tài, Lê Văn Vân kinh ngạc nói thầm trong lòng. Sau đó một nhóm bốn người đi tới, ba người kia đang trò chuyện gì đó, có vẻ không chú ý tới đám người Lê Văn Vân đã đến, Lê Văn Vân đi tới đằng sau ba người, sau đó nhếch khóe miệng cười nói, vì tất cả những người còn sống. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, thân thể hai người Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đều run lên khe khẽ, sau đó Hai người xoay người, nhìn thấy Lê Văn Vân đang cười tít mắt nhìn bọn họ, hai cô gái đều hưng phấn đứng lên, Đỗ Tịch Tịch vội vàng nuốt thứ trong miệng xuống, sau đó tóm lấy Lê Văn Vân nói, "Lê Văn Vân, anh thật sự đến đây rồi." Trần Hiểu Nguyệt cũng gật đầu theo, "Đúng thế, sao anh lại đến đây?" Lê Văn Vân cười nói, "Ở bên ngoài nghe nói mọi người mất tích, sau đó tôi vội vàng chân không chạm đất mà đến đây, giữa quá trình còn xảy ra rất nhiều chuyện, may mà mọi người đều không gặp nguy hiểm." Sau đó mấy người cùng ngồi xuống, Đỗ Tịch Tịch lôi kéo Lê Văn Vân, bắt đầu nói cho anh nghe chuyện huấn luyện ở nơi này. Nói một hồi, Lê Văn Vân bỗng nhiên nhíu mày nói, "Đúng rồi, Khương Vĩ đâu?" "Anh ta, anh ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện buổi sáng, không được ăn cơm." Trần Hiểu Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. "Tàn khốc thế cơ à?" Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 820.